Vâng, chào mừng tất cả anh chị em. Lại là Thông đây, tôi lại là người sẽ cùng với các anh chị cùng học và phân tích cái cơ hội đầu tư của Terra trong ngày hôm nay. Và tôi sẽ là người điều phối chương trình cũng như là hỏi đáp và hỗ trợ cho cô giáo em đi trong ngày hôm nay ạ. Anh chị em vào được rồi thì chúng ta hãy comment là âm thanh và ánh sáng tốt để chuẩn bị bắt đầu anh chị nhé. Anh chị em vào rồi hãy comment đi ạ. Ok. Vâng, xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta đang vào chương trình live này rồi thì anh chị em hãy comment cho tôi biết ạ. Và chúng ta chuẩn bị học biết một cái hệ khá là tuyệt vời trong ngày hôm nay, đó là hệ Terra. Một trong những cái hệ mà tuyệt vời, tôi đánh giá là tuyệt vời, và chúng ta tìm xem là cái cơ hội đầu tư của chúng ta có ở trong thị trường này hay không. Ok, chào Nguyễn Chi. Xin chào. Ok. Anh chị em vào ở trong chương trình này rồi thì chúng ta chào nhau để tôi có thể gọi tên các anh chị đi ạ. Chào tất cả anh chị em. Chào mọi người. Công tác đầu tiên đó là chúng ta chuẩn bị về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trước khi mà bắt đầu chương trình ngày hôm nay ạ. Ok. Anh chị em nào vào được chương trình rồi và thấy tiếng của MC cũng như là thấy tiếng của mọi người thì hãy comment ok đi ạ. Ok, và bây giờ thì xin mời cô giáo Cô giáo Emily Emily test hệ thống âm thanh và ánh và ánh sáng xem sáng như thế xem như thế nào nào trước khi trước mà mà chúng chúng ta ta có thể bắt có đầu thể đúng đùa đúng giờ giờ trong trong ít ít phút ít nữa. phút nữa. Xin mời cô Xin giáo mời cô Emily giáo ạ. Emily ạ. Ok, Ok, anh anh chị chị em em đang đang nghe nhỏ nghe. à? Chị nhờ bên phía kỹ thuật là sẽ hỗ trợ về việc sẽ điều chỉnh âm lượng bên phía Emily ạ. Ok, Ok, xin xin mời mời cô cô giáo giáo test mic lại test. xem ạ. Các anh chị chúng ta nghe rõ tiếng của Emily không ạ? Bây giờ là đã nghe rõ hơn chưa ạ? Tại vì lúc nãy Ok.
lại mất tiếng ạ. Sẽ test lại, sẽ nói lại một chút để cho các anh chị chúng ta có thể test mic nha. Các anh chị bây giờ chúng ta đã nghe rõ chưa ạ? Ok rồi, rồi một số các anh chị khác chúng ta phản hồi luôn các anh chị ơi. Mọi thứ âm thanh ok rồi ạ. Mới có một người phản hồi ạ. À, ok. Rồi. Ok, chào mừng tất cả anh chị em. Ok, chào mừng anh tất cả anh chị em, chào anh Rêu, chào tất chào Mào Việt Nam, chào tất cả mọi người, chào các anh chị em ở trên Facebook, ở trên Twitter, ở trên Tele, ở trên YouTube và fanpage, ở rất nhiều những cái nền tảng khác. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được học biết về cơ hội đầu tư vào Terra. Thế thì Terra là một cái hệ như thế nào? Thì ngày hôm nay cô giáo Emily, chuyên gia phân tích về đầu tư, sẽ mổ xẻ với chúng ta về tìm kiếm những cơ hội đầu tư trong cái Terra Ecosystem này, xem thử có cái hidden gem nào ở trong cái hệ thống này hay không. Và như thường lệ thì lời đầu tiên đó là tôi muốn chào tất cả anh chị em trong đại gia đình TCA, là đại gia đình Tradecoin Asia. Và chúng ta nếu như chưa có ở trong đại gia đình này, chúng ta hãy join vào Telegram ở trên cái footer, tức là cái chân cái video này, để anh chị có thể tham gia vào với cái tên là Tradecoin Asia ha. Anh chị em muốn đọc thông tin hàng ngày thì lên website tradecoinasia.com, và anh chị em ủng hộ cô giáo Emily để ra video thường xuyên hơn. Những cái chất xám mà cô đầu tư vào các hệ thì hãy like và ủng hộ cô giáo Emily, subscribe kênh này nhé các anh chị nhé. Ok. Thế thì ngày hôm nay thì hệ Terra có cái gì đặc biệt mà chúng ta lại phân tích mổ xẻ xem thử nó có cơ hội đầu tư hay không? Thì đó, trước khi mà vào chương trình một lần nữa thì tôi muốn đảm bảo là hệ thống âm thanh và hình ảnh phải tốt trước khi mà chúng ta bắt đầu chạy chương trình các anh chị nhé. Đây là buổi live trực tuyến thì đó là lý do tại sao chúng ta phải làm âm thanh hình ảnh phải tốt. Tôi muốn cô giáo test một lần nữa xem thử ạ. Ok, các anh chị chúng ta sẽ một số các anh chị mà chúng ta vào sau á là chúng ta cũng sẽ nghe xem là cái phần âm thanh của phía Emily các anh chị chúng ta nghe có rõ hay không, có bị vọng không, có bị nhỏ không, thì các anh chị chúng ta phản hồi để có thể là bên kỹ thuật điều chỉnh trước khi mà bắt đầu vào cái phần chính của ngày hôm nay ạ. Các anh chị chúng ta nghe rõ thì chúng ta sẽ comment số 5. Còn nếu như các anh chị nghe không có rõ hay là bị vấn đề gì liên quan đến âm thanh thì chúng ta cũng sẽ phản hồi luôn nha các anh chị nhé. Chúng ta sẽ comment để có thể là comment một cách nhanh chóng để có thể bắt đầu sớm vào cái phần ngày hôm nay, bởi vì nội dung của hệ sinh thái Terra ngày hôm nay thì có rất là nhiều điểm mà chúng ta sẽ phải đào sâu, chúng ta sẽ phải phân tích và nó sẽ có một số cái đặc biệt liên quan đến công nghệ rồi những cái mà nó đang phát triển. Và những cái đó thì bắt buộc các anh chị chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu về một hệ sinh thái thì chúng ta phải vẫn phải đào sâu và chúng ta tìm hiểu, mặc dù có thể là chúng ta không trực tiếp là những cái người mà code hoặc là chuyên về kỹ thuật, nhưng mà chúng ta vẫn phải tìm hiểu cái cơ chế để chúng ta biết được rằng nó có ảnh hưởng như thế nào đến với những cái đồng native token giống như là của một hệ sinh thái, thì nó có tác động như thế nào thì nó sẽ rất là quan trọng. Thế nên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin mà sẽ cần phải thời gian để có thể chia sẻ với tất cả các anh chị. Thế nên là chúng ta sẽ nhanh chóng, chúng ta comment số 5. Nếu như các anh chị chúng ta đang nghe rõ về âm thanh Emily đang truyền tải cho các anh chị đúng không ạ? Chúng ta hãy comment một cách nhanh chóng đi các anh chị. Ok, xin được chào bạn Hoàng Bống, chào Mào, chào tất cả anh chị em, chào Andrew, chào mọi người.
Ok, mọi người đã bắt đầu có thể nghe được tất cả rồi, thì chúng ta một số ai vào trễ thì họ sẽ nghe sau. Còn bây giờ thì cứ đúng giờ chúng ta cứ làm, và chút xíu nữa thì chúng ta có thể có cái phần hỏi đáp tí tí về chuyên sâu về hệ này. Thì chắc là không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì anh chị em đều biết cô giáo Emily rồi đúng không nào? Chúng ta biết được cô giáo Emily là cái người mà chuyên về phân tích đầu tư những cơ hội về một hệ sinh thái và về một cái gì ạ? Ecosystem và những cái hidden gem. Ngoài phân tích chuyên sâu về mặt blockchain thì hiện nay cô giáo có thể phân tích kỹ thuật để tìm kiếm những cái entry, những cái target vào lệnh tốt. Và thứ hai, thứ sáu là cái chương trình độc quyền định kỳ của cô giáo Emily trên nền tảng Tradecoin Azure. Thế thì ngay bây giờ xin mời cô giáo có thể bắt đầu chương trình rồi ạ. Xin mời cô. Ok, các anh chị, nếu mà chúng ta vào sau thì chúng ta sẽ cập nhật phần sau và nha các anh chị nhé. Ok, xin mời cô giáo share màn hình ạ, để đội kỹ thuật có thể bắt đầu. Ok, các anh chị, chúng ta sẽ chờ đợi một chút cho cái phần share màn hình này ạ. Rồi. Bên kỹ thuật và tất cả các anh chị chúng ta đã nhìn thấy rõ cái phần mà Emily share chưa ạ? Các anh chị nghe nhìn thấy cái Ok, phần mà Emily rất tốt. share ngày hôm nay chưa ạ? Rất tốt ạ. Ok, vậy thì trước khi mà vào phần chính của chương trình ngày hôm nay thì Emily biết rằng là có những anh chị mà chúng ta mới bắt đầu để mà chúng ta tham gia cái những cái phần phân tích hệ sinh thái như thế này thì Emily cũng cập nhật lại cho các anh chị về cái lịch ở trên kênh của Emily, đó là vào thứ hai thì Emily sẽ có cái lịch phân tích liên quan đến các đồng mua bán giá như thế nào và chốt lời ra sao, thì các anh chị chúng ta có thể là comment và đề xuất những cái đồng mà các anh chị muốn phân tích giá vào trong Tradecoin Asia trên Telegram group thì các anh chị có thể join vô. Và cái thứ hai nữa đó là lịch về phân tích các cái hệ sinh thái mà hiện tại đang có ở trên trên thị trường cryptocurrency thì các anh chị chúng ta sẽ tham gia vào cái chương trình livestream vào thứ sáu hàng tuần cũng vào lúc 16 giờ đúng không nào? Và trong cái buổi này thì Emily sẽ phân tích một cách chi tiết những cái mảnh ghép, những cái yếu tố để mà xem là cái hệ sinh thái đó nó có tiềm năng hay không, có cơ hội đầu tư hay không. Và nếu có cơ hội thì sẽ đầu tư ở những cái mảnh ghép nào, ở những cái dự án nào và mua được ở cái mức giá nào được không nào? Và các anh chị chúng ta nếu mà chúng ta muốn nhận được những cái thông báo đó một cách mới nhất và sớm nhất thì chúng ta có thể bấm vào cái nút đăng ký ở kênh của Emily và sau đó là bấm vào nút chuông thông báo và nhận tất cả thông báo để các anh chị có thể nhận được cái phần thông tin sớm nhất được không nào? Ngoài ra kênh của Emily, ngoài cái thông tin từ kênh của Emily thì các anh chị cũng có thể cập nhật những cái thông tin khác từ Tradecoin Asia ở trên trang web tradecoinasia.com. Ở trên này thì có rất là nhiều cái thông tin ở trong thị trường mà các anh chị có thể học thêm, có những cái chủ đề chuyên sâu và những cái nội dung về hình ảnh này kia các anh chị cũng có thể là cập nhật ở trên trang Twitter của Tradecoin Asia. Và Emily có để ở trong cái phần comment á, là các anh chị có thể click thẳng vào đó để cho chúng ta có thể là follow và khi có những cái thông báo và thông tin những cái hình ảnh giống như thế này cập nhật về hệ sinh thái cũng như là thị trường cryptocurrency thì các anh chị có thể nhận được ngay lập tức. Còn đây là kênh Twitter riêng của cá nhân của Emily, đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cái phần chính của ngày hôm nay liên quan đến hệ Terra. Và ngày hôm nay á là đơn giản là Emily khi mà chọn cái hệ Terra này thì thực ra là cũng không có gì là đặc biệt đâu các anh chị. Đơn giản là chúng ta cứ đi theo một cái xuyên suốt là những cái hệ nào mà chúng ta chưa được nghe, chưa được chia sẻ thì Emily sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và ngày hôm nay thì khi mà gần đến giờ thì cũng có một số các cái vấn đề liên quan đến lỗi hình ảnh nên là có một số cái hình ảnh minh họa cho các anh chị ngày hôm nay thì nó sẽ bị thiếu nhưng mà sau đó là Emily sẽ điều chỉnh lại cái phần này để share lại cho các anh chị cái phần mà phân tích này cho các anh chị trong trong sau khi cái buổi này kết thúc đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ về Terra thì hiện tại cái hệ sinh thái này như thế nào ạ? Emily sẽ đi từng mảnh ghép của ngày hôm nay nhưng từng cái khía cạnh liên quan đến cả tổng quan này, liên về toàn bộ hệ này, liên quan đến công nghệ, liên quan đến team
tức là đội ngũ, rồi các cái backers và partners cho cái hệ sinh thái này, cũng như là tokenomics và ecosystem, rồi community và roadmap, và cuối cùng là sẽ đánh giá về mức độ những cái hệ sinh thái này là được ở chỗ nào và chưa được ở chỗ nào, và có những cái cơ hội nào để cho các anh chị đầu tư, cũng như là định giá cái token, những cái token mà nằm trong hệ sinh thái này, cũng như là cuối giờ Emily cũng sẽ có một cái phần phân tích liên quan đến giá. Thế nên các anh chị chúng ta cũng nếu mà chúng ta thực sự muốn, chúng ta muốn đào sâu liên quan đến một cái hệ sinh thái thì chúng ta đủ kiên nhẫn để có thể nghe ở trong 1 tiếng, thì điều đó nó sẽ có lợi cho các anh chị, và cái việc mà phân tích giá cuối cùng sẽ giúp cho các anh chị biết là chúng ta có nên đầu tư vào hay không, và mua ở cái mức giá nào và chốt lời ở mức giá nào nha các anh chị nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào luôn trong cái phần mà nội dung. Vậy thì Terra các anh chị là một trong những cái blockchain mà thuộc trong cái toàn bộ cái gọi là thuộc về Cosmos, hệ sinh thái của Cosmos, và cái giao thức blockchain của Terra thì hiện tại nó giúp cho nhằm mục đích đó là sử dụng là và neo giá các cái đồng stable coins. Stable coin thì như các anh chị biết là những cái đồng mà có cái mức tỷ giá ổn định. Tuy nhiên thì có một đồng có một điều đặc biệt, đó là không phải là họ neo giá chỉ có cái đồng stable coin US theo USD không thôi, mà là theo rất là nhiều đồng tiền pháp định ở trên ở của rất là nhiều quốc gia ở trên thế giới này, và mục đích của họ đó là muốn cho làm cho mạnh hơn về cái hệ thống thanh toán toàn cầu, nhưng mà có thể là ổn định được cái mức giá những cái giá cả của cái những đồng mà stable đó, và đồng thời là có thể sử dụng được công nghệ blockchain vào trong thực tế và ứng dụng vào trong thực tế. Và ở đây thì sẽ có một số, chúng ta sẽ có một số các cái thông tin, một cái số cái keywords để cho giúp cho các anh chị chúng ta có thể nắm bắt được về cái đồng, về cái stable này, để cho về cái dự án này, để cho các anh chị có thể nắm bắt, đó là nó giúp là tạo ra các đồng stable coin và có thể neo giá y chang với những cái đồng mà của các quốc gia, những đồng tiền pháp định. Và ví dụ như là đồng tiền won á các anh chị, đồng tiền won, có đồng tiền won này, đồng tiền của Yên Nhật này, đồng tiền nhân dân tệ này, đó là những cái đồng pháp định như vậy, thì trong hệ thống của Terra sẽ tạo ra những cái đồng tiền có cái tỷ giá đổi tương tự như vậy đối với các cái đồng tiền đó, đúng không ạ? Và hệ thống này thì sẽ có cái native token, tức là đồng cái token chính đó chính là đồng Luna, và mục tiêu của họ ấy, các anh chị đó là sao ạ? Mục tiêu của họ ở đây đó chính là có cái sự mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cái việc là làm sao để có thể ứng dụng được rộng rãi hơn và giao dịch và cũng như là thanh toán được nhanh hơn và chi phí một cách hợp lý hơn, và tầm nhìn của họ đó là làm sao có thể áp dụng được cryptocurrency vào trong thế giới truyền thống, thế giới thực, chứ không phải là chỉ là những cái dự án không thôi, và họ muốn là tăng cường những cái sự tham gia của những cái người dùng, và cộng với là chạy bắt đầu là chạy và với những cái dự án, với những cái network mạng lưới liên quan đến giao dịch và liên quan đến thanh toán mà blockchain, đúng không ạ? Ok, vậy thì tiếp theo, vậy thì họ có cái công nghệ như thế nào để có thể là giúp cho họ có thể là cải tiến được những cái vấn đề như thế này, thì chúng ta sẽ đào sâu liên quan đến công nghệ, và trong cái phần công nghệ này nó sẽ hơi có một chút chi tiết, tại vì cái đặc biệt của cái công nghệ này á, nó chia làm ra 2 phần để cho các anh chị chúng ta nắm, và cái phần này nó sẽ mặc dù là nó Emily báo trước cho các anh chị là sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà khi các anh chị hiểu thì đó sẽ là một cái yếu tố tác động rất là quan trọng đối với cái đồng native token Terra, cũng như là đối với đồng UST là một đồng mà chạy xương sống xuyên suốt cái hệ sinh thái của Terra này, đúng không nào? Và một số các cái thông tin về công nghệ mà các anh chị chúng ta có thể chúng ta nắm bắt ở đây đó là gì ạ? Chúng ta có thể nắm bắt ở đây đó là Terra Blockchain đấy các anh chị, là một cái blockchain mà theo cái dạng mà theo cái hình thức
gọi là cơ chế đồng thuận, đó là Proof of Stake, đó là POS nha các anh chị nhá. Và họ sử dụng cái DSK của Cosmos, tức là sử dụng những cái công nghệ của Cosmos để có thể là vận hành cái hệ thống này, và cái đồng thuận đó được gọi là Tendermint, mà chút xíu nữa em Ly sẽ giải thích cho các anh chị thêm để cho chúng ta có thể hiểu hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho vận hành được cái hệ thống này được một cách là nhanh hơn, tại vì cái TPS của nó là chị về TPS của Terra là các anh chị biết là bao nhiêu không ạ? Đó là 10.000 TPS, và cái 10.000 TPS này là nhờ cái công nghệ này, đúng không nào? Và các anh chị biết không ạ? Khi mà Terra biết cách tận dụng mà SDK này của Cosmos á, thì đây là một cái tập hợp những cái công cụ để có thể là ra mắt cái blockchain ở dưới dạng đó là POS, mà không cần phải bỏ quá nhiều thời gian hay là công sức so với cái việc mà khi mà họ bắt đầu không so với là khi mà họ bắt đầu dự án. Và khác với những cái blockchain khác thì đội ngũ team dev họ phải tập trung rất là nhiều vào công nghệ và nền tảng, thì Terra đã tận dụng cái điều đó của Cosmos để có thể là xây dựng cái nền tảng đó, và họ sẽ tập trung nguồn lực của họ trong thời điểm ban đầu vào cái việc khác, vào cái việc mà xây dựng những cái DApps, những cái payment thanh toán, để có thể phát triển hơn trong cái hệ sinh thái của họ, mở rộng cái hệ sinh thái của họ nhiều hơn, và họ không có bị tốn nguồn lực quá nhiều để có thể phát triển những cái mạng lưới một cách cơ bản, những cái function gọi là những cái chức năng cơ bản nhất của hệ thống. Và nói về cơ chế đồng thuận Tendermint đó các anh chị, thì đây là một cái cơ chế Emily sẽ tóm gọn như thế này để cho các anh chị chúng ta có thể hiểu, đó là các validator, tức là những cái người mà xác nhận giao dịch á, hay được gọi đó là những cái người đó sẽ là đề xuất những cái đưa ra những cái đề xuất và tạo để có thể là xác nhận những cái block mới trong các cái giao dịch. Và những validator này thì họ sẽ vote, họ sẽ bình chọn trong hai vòng của cái consensus này, của cái cơ chế đồng thuận này, đó là họ được đề xuất ra một cái đề xuất. Thì khi mà như vậy nó sẽ có hai trường hợp, đó là đề xuất của họ được chấp nhận hoặc là bị từ chối, đúng không nào? Vậy thì khi mà được chấp nhận thì cái giao dịch đó sẽ nó sẽ được xác nhận và tạo khối, và cái khối đó được đưa vào trong cái chuỗi. Còn nếu mà bị từ chối thì khi đó cái proposal, tức là cái vòng lặp đó, nó sẽ được quay trở lại, và tất cả những cái rewards trong cái quá trình mà xác nhận block này sẽ được cho các validators và cũng như là các delegators, tức là những người ủy quyền của cái mạng lưới này, được không nào? Và bởi vì cái tính độc lập rất là lớn của số lượng validator ở trong cái consensus này, thì cái việc mà xuất hiện những cái block lỗi là để mà được accept là hầu như là không có khả năng xuất hiện những cái block lỗi giống như vậy. Thế nên là cái tính bảo mật của Terra blockchain cũng có cái sự đảm bảo trong mỗi cái giao dịch như vậy, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái này thì trong cái công nghệ này thì Luna đóng một cái vai trò, đó là một cái nằm trong cái đại diện cho sức mạnh để có thể làm mining trong cái mạng lưới của những cái đồng stablecoin của Terra, đúng không ạ? Và thông qua cái blockchain mà POS này. Và chút xíu ở đây thì Emily sẽ và đặc biệt Emily thấy rằng là trong cái công nghệ này á, là sẽ giúp cho Terra vận hành và cải tiến rất là nhiều thông qua cái việc governance của họ, thông qua cái việc governance của họ. Ở đây mà chúng ta sẽ nhìn thấy là họ có rất là nhiều governance, tức là cái quản trị trong chuỗi á, các anh chị, với rất là nhiều cái cách khác nhau mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Và đây một số các cái thông tin cơ bản và từ khóa mà chúng ta có thể nắm bắt ở đây, đó là TPS của họ đó là lên đến 10.000 giao dịch trên giây có thể xử lý được, và đây là một cái tốc độ giao dịch khá là lớn so với một số các cái blockchain bây giờ mà chúng ta biết, đúng không nào? Và thời gian tạo khối là chỉ trong vòng 6 giây mà thôi, và cái phí giao dịch thì cũng tương đối ok, cũng không có phải là quá cao, cũng không phải là quá thấp, dao động từ 0.1 cho đến là 1% trên cái từng cái giao dịch, đúng không nào?
Và có một số các cái điểm mà các anh chị chúng ta sẽ nắm bắt ở đây đó là sao ạ? Họ bắt đầu chạy mainnet vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại trên mạng lưới của họ là có 130 validators. Thì với cái số lượng này này là cái số lượng mà Emily nghĩ rằng là nó cũng không phải là gọi là quá nhiều, nó là ở mức trung bình so với các cái mạng lưới và blockchain khác mà chúng ta được biết. Và nếu các anh chị nào mà chúng ta muốn xem thêm, chúng ta muốn nghe thêm về, đọc thêm về những cái thông tin thì Emily cũng có những cái phần đường link có để ở đây để cho các anh chị chúng ta có thể là tham khảo được không ạ? Và một cái điều đặc biệt thêm nữa mà chúng ta sẽ phải đọc tìm hiểu ở trong cái phần technology của Terra đó là làm thế nào để, tại vì các anh chị biết rằng là Terra sẽ có hai cái phần chính trong các cái đồng token của họ, đó là một đó là Luna là cái đồng mà neo và giữ giá, giúp giữ giá các đồng stablecoin, và cái dạng thứ hai nữa là tổng hợp của những cái đồng stablecoin và làm thế nào để cho họ có thể giữ giá được. Tại vì cái cơ chế của các cái đồng stable trên cái hệ thống của Terra không phải được tạo giống như theo kiểu một số các cái blockchain, một số các cái đồng như là USDT thì họ cứ in thôi, giống như là các anh chị biết không ạ, ở trong truyền thống á, các anh chị biết là các cái tổ chức hoặc là các cái chính phủ á, mà nếu mà họ muốn in tiền là họ phải có vàng đối ứng ở trong để đưa vào trong cái kho bạc của họ, xong rồi lượng vàng bao nhiêu thì sẽ in ra khối lượng tiền bấy nhiêu. Còn nếu mà bao nhiêu cũng in được á, tiền mà không được in mà không có một cái gì mà đối ứng á, thì như vậy nó sẽ dẫn đến cái đồng tiền về sau nó sẽ không có giá trị. Nó giống như là các anh chị có nghe đến đất nước đó là Venezuela không ạ? Một đất nước mà cái tỷ lệ lạm phát là rất là kinh khiếp và nhiều khi mang cả một cái xe tiền rất là lớn, và bây giờ cái đồng tiền của họ lên đến hàng gọi là một tờ của chúng ta, ví dụ tiền Việt Nam là 500.000 đồng là cái đồng tiền mà gọi là nhiều số không nhất trong tất cả các cái mệnh giá đúng không nào, nhưng mà của Venezuela thì lên đến hàng trăm triệu trên và thậm chí là tiền tỷ ở trên một cái tờ tiền của Venezuela. Và bây giờ cái giá trị của cái đồng tiền Venezuela thì hầu như là không có cái giá trị nhiều nữa và nó lạm phát hàng năm rất là lớn. Thế nên là đó là cái hậu quả của cái việc đó là in tiền nhưng mà lại không có một cái gì bảo chứng. Thế thì quay lại với thị trường blockchain đó các anh chị, thì cái cách in của UST và các cái đồng stable ở trong hệ thống của Terra cũng là phải, nó khác với so với UST, USDT mà các anh chị đang biết, đó là USDT và BUSD của Binance. Thì họ in lúc nào họ cứ thích là họ có thể là dễ dàng họ in và không cần phải bảo chứng, không cần phải ấy gì liên quan đến ngân hàng hết. Nhưng mà UST của Terra thì cần một cái bảo chứng, đó chính là đồng Luna. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được về cái cơ chế của cái đồng tạo ra cái đồng UST cũng như là các cái đồng stablecoin khác ở trong hệ thống của Terra thì chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá trị của đồng Luna trong thời gian sắp tới, và cái mức độ ứng dụng của đồng UST trong những cái ứng dụng thực tế mà cách mà Terra đang làm, được không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ đào sâu vào cái phần này một chút xíu, mặc dù là sẽ hơi khó hiểu cho đối với một số các cái anh chị mà chúng ta mới bắt đầu, tại vì khi mà chúng ta phân tích một hệ, các anh chị biết không ạ, nó không chỉ là dừng lại ở cái việc mà chúng ta chỉ hiểu biết một cách cơ bản về thị trường này không đâu thôi, mà chúng ta sẽ cần phải biết về cả là sao ạ, về cả là cái thị trường truyền thống nữa cơ. Thì đây Emily sẽ cho các anh chị chúng ta xem đây là cái mô hình để giúp cho Terra in ra đồng UST, và nó sẽ có hai ở hai cái giai đoạn, không phải là hai giai đoạn mà ở hai gọi là hai cái pha, đó là tại vì cái họ sẽ sử dụng cái đồng Luna để neo giữ cái giá của UST là 1 đô. Nó không phải là các anh chị đưa ra một cái tiêu chuẩn ngay từ đầu cho cái đồng UST này là 1 đô và nó cứ 1 đô hoài, là không phải như vậy, mà là đồng UST nó sẽ bị biến đổi và nó thay đổi tỷ giá dựa theo lượng cung và cầu ở trên thị trường, là theo nhu cầu. Nếu mà sử dụng càng nhiều mà cái lượng mà cung cấp ra thị trường mà ít thì cái giá của đồng UST nó sẽ bị
cao lên so với 1 đô, và khi đó bắt buộc cái hệ thống của Terra các anh chị thì Terra sẽ đưa đồng Luna vào để đốt và để in ra đồng UST này, nó giống như là cái này giống như là vàng đi, Luna giống như vàng được đưa vào kho, đúng không ạ? Được đưa vào community treasury và khi đó thì đồng UST được in ra đó để mà cân đối và đưa UST về lại cái tỷ giá 1 đô. Và khi như vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái điều đặc biệt ở đây, đó là cái lượng cung của Luna ở trên thị trường nó sẽ bị giảm xuống. Nó sẽ bị giảm xuống. Khi mà lượng cung giảm xuống thì sao ạ? Chúng ta nghe rất là nhiều cái blockchain hiện tại là họ phải đốt những cái đồng mà coin native token để có thể là giảm cái lượng cung ở trên thị trường, tạo cái sự khan hiếm, và khi đó cái giá trị của đồng coin nó sẽ tăng lên, đúng không nào? Thì bởi cái cách như thế này, bởi cái pha này thì bởi cái sự neo giá của đồng UST này á, thì đồng Luna sẽ càng ngày càng tức là cái lượng cung ở trên thị trường sẽ càng giảm đi, và điều này sẽ xảy ra khi mà UST được ứng dụng và sử dụng rất là nhiều ở trên thị trường nha các anh chị nhé. Tức là khi mà Terra mà phát triển cái hệ sinh thái về thanh toán, về giao dịch này kia mà lại tạo ra nhiều cái case study, tạo ra nhiều cái use case cho UST sử dụng ngày càng nhiều, thì đồng Luna lại càng được đốt nhiều hơn, và khi đó đồng Luna nó sẽ là sao ạ? Giảm lượng cung ở trên thị trường và giá của nó sẽ được tăng lên. Vậy thì á, khi mà đồng UST này được min ra như vậy á và được tạo ra như vậy thì nó sẽ cân đối lại với cái nhu cầu mà ở trên thị trường đang cần cái đồng đó, và những người dùng á các anh chị, thì người dùng có thể là bán được cái đồng UST này ở trên sàn để lấy được cái phần chênh lệch khi mà trước đó cái giá của đồng UST này cao, đúng không ạ? Và về Terra thì họ ổn định được cái tỷ giá của UST, thì ở đây ở cái pha này thì user người dùng cũng có lợi nữa các anh chị đó. Và đặc biệt là ở đây thì cái validators thì họ cũng được nhận một phần cái Luna là đã bị đốt đi, và đồng thời là nói chung là ở pha này thì có rất là nhiều đối tượng được hưởng lợi, có Terra, có những người dùng UST và cả là những cái người holder validator nữa các anh chị. Nhưng có một cái điểm ngược lại là khi UST mà bị dưới cái tỷ giá là 1 đô ấy các anh chị, điều đó xảy ra khi đó là lượng nhu cầu về cái đồng UST nó ít hơn và lượng cung ra thị trường thì lại nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là họ phải tìm cách làm sao họ giảm cái lượng cung của UST, thì họ sẽ đốt cái đồng UST này đi và min ra đồng Luna. Và khi việc này nó diễn ra thì làm cho cái cung của Luna ở trên thị trường lại bị tăng lên, và ở cái pha này á là nó sẽ rất là rủi ro và nó sẽ không có lợi cho những người validator, tại vì các anh chị biết sao ạ? Validator cần phải nắm giữ một cái lượng mà Luna lớn để họ có thể được cái quyền để có thể là sao ạ? Để có thể là xác nhận giao dịch, và đồng thời nó cũng sẽ không có tốt dành cho những cái người holders, tại vì người holders thì nếu mà họ không có đủ lượng lớn thì họ sẽ ủy quyền cho những người validator để xác nhận giao dịch và nhận những cái phần thưởng của cái việc stake, đúng không nào? Thì á, khi mà càng min Luna ra nhiều thì đồng thời Luna ra nhiều thì cái áp lực bán nó sẽ lớn hơn và làm cho cái đồng Luna này nó bị giảm xuống. Thì ở cái pha này thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta là người holder và validator và thậm chí là trong tương lai chúng ta sẽ không muốn cái pha này diễn ra nhiều đâu ạ, đúng không nào? Và ở đây có một điểm đặc biệt nó liên quan đến cái việc mà đánh giá cuối cùng của cái buổi ngày hôm nay liên quan đến cái hệ sinh thái này mà Emily sẽ chia sẻ cho các anh chị, tại vì nó liên quan đến cái giá trị của cái cách sử dụng và cái sự phát triển của hệ sinh thái này trong tương lai á các anh chị, và cái sự cân đối giữa người dùng, những cái lợi ích của các cái đối tượng khi tham gia vào cái blockchain của Terra. Thế nên Emily vẫn phải nhắc đến cái yếu tố này, đó là khi mà validator á, ở trong cái pha này á, thì họ sẽ bị gọi là cái giá trị của đồng Luna mà họ đang nắm giữ để họ có cái quyền validator thì lúc đó lại bị giảm xuống, cái giá trị nó bị giảm xuống, và Terra đã bù đắp, có một cái cơ chế bù đắp cho cái sự mà giảm bị thua lỗ tạm thời á, của validator bằng cái cách đó là cho họ cái phí gas này, cho họ thuế này, cho họ những cái phần thuế mà thu được từ người dùng này, cho họ cái phần reward
Phần thưởng từ cái pha mà trước đây mà khi mà ở đây là gọi là signature rich đúng không nào, và ngoài ra là họ được airdrop những cái đồng và những cái ấy ở trong gọi là những cái đồng ở trong hệ sinh thái của Terra nữa, thì cái này là ở đây cái thời điểm này thì validator được rất là nhiều cái quyền lợi để có thể là bù đắp lại những cái sự thua lỗ tạm thời trong cái thời điểm đó. Vậy thì nếu mà chúng ta ở là cái vị trí là người user người holder thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có muốn cái pha này diễn ra ở trong cái hệ sinh thái của Terra đâu đúng không nào? Và ok, đó là cái cách mà họ đang neo giữ cái đồng UST, cái chỉ giá của đồng UST và một số các cái đồng stablecoin khác mà chúng ta sẽ được giới thiệu cụ thể ở trong những cái phần mà liên quan đến cái hệ sinh thái mà stablecoin thì hiện tại họ đang có những cái gì thì Emily sẽ giới thiệu thêm cho các anh chị ở những cái phần đó. Còn ở đây thì chúng ta có một số cái cơ chế ở đây mà Emily để cái phần hình này thì khi mà share và chia sẻ cho các anh chị á thì các anh chị sẽ được nắm bắt một cách rõ hơn đúng không nào? Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua cái phần team và liệu cái đội ngũ mà của Terra liệu có thể làm được những cái gì mà họ nói hay không? Thì về một cách cơ bản Emily sẽ giới thiệu về đứng sau cái công ty và tổ chức đứng sau của Terra, đó chính là Terraform Labs nha các anh chị nhá. Và Terraform Labs này hiện tại họ đang có cái trụ sở ở tại Seoul, Hàn Quốc. Và đây là một công ty và tổ chức là bắt nguồn từ Hàn Quốc luôn. Và lúc ban đầu họ chỉ có cỡ khoảng 10 nhân sự thôi, nhưng mà bây giờ đã tăng lên trên 56 nhân sự rồi. Và đây là một số các cái thông tin liên quan đến cái nhân sự của họ để cho chúng ta biết rằng là chủ yếu là nhân sự của họ đang tập trung vào vấn đề gì đúng không nào? À, nhân sự của họ thì hiện tại các anh chị nơi mà sống chủ yếu là ở Hàn Quốc, rồi đứng thứ hai đó là ở Mỹ luôn các anh chị, rồi ở Anh cũng có, ở Úc, ở Ấn Độ, có một số nhân sự ở Ấn Độ và ở Singapore và một số các cái nước khác nữa. Vậy thì họ có cái nền tảng giáo dục là như thế nào ạ? Và hầu hết thì Emily đang thấy ở đây là họ tốt nghiệp những cái trường đại học tại Hàn Quốc. Đó là chúng ta thấy ở đây là Đại học Quốc gia Hàn Quốc này, rồi có Đại học Yonsei mà các anh chị thấy là cái đại học này là cái đại học mà cái người founder của Phantom á cũng có học ở đây. Và Phantom lúc trước Emily có nói là cũng là bắt nguồn từ Hàn Quốc đúng không nào? Rồi có của Đại học Stanford này, rồi Princeton này, là cái đại học này thì ở đội ngũ AVAC ấy các anh chị, thì hầu hết là Emily thấy là ở xuất phát từ cái trường đại học này. Và nếu anh chị nào chúng ta theo dõi của cái tuần trước liên quan đến AVAC thì chắc các anh chị chúng ta cũng đã nắm được không ạ? Rồi vậy thì chủ yếu là nhân sự tập trung trong mảng nào ạ? 21 đến 21 nhân sự, và lớn nhất đó là ở cái mảng đó là kỹ sư, và tiếp theo đó là liên quan đến phát triển cái việc mà công việc kinh doanh. Đương nhiên rồi, tại vì họ đang cần đánh mạnh vào cái việc mà làm sao ứng dụng cái UST sử dụng nhiều hơn để có thể là sao ạ, gia tăng được cái tiềm năng của Luna này và cái mức độ ứng dụng thực tế. Thế nên là đây là một cái phần mà rất là quan trọng, đó là phải phát triển kinh doanh, và cái lượng nhân sự đóng trong cái phần này rất là lớn. Rồi ngoài ra cũng có trong những cái mảng liên quan đến tài chính, liên quan đến research, phân tích nữa. Và họ cũng học chủ yếu là về khoa học máy tính này, về toán học, về tài chính, về công nghệ thông tin, về kinh tế, về vật lý học. Đó, thì đó là một số các cái thông tin mà Emily có thể tìm kiếm được và các anh chị có thể tham khảo khi mà chúng ta nhận cái phần tài liệu này đúng không ạ? Rồi, về đội ngũ của Terra thì Emily thấy ở đây chỉ có hai cái người mà nổi bật chính mà xuyên suốt ở trong cái đội ngũ này, đó là có ông founder và CEO Do Kwon cũng khá là trẻ tuổi, và cái người này các anh chị là đang Emily sẽ để ở dạng kia để cho các anh chị chúng ta dễ để cho chúng ta nắm một số từ khóa và chúng ta sẽ nhanh qua để cho chúng ta có thể là tập trung nhiều hơn vào cái hệ sinh thái hiện tại của Terra. Và Emily thấy trong đội ngũ team này thì có Do Kwon là một người khá trẻ và học trường đại học Stanford và trước đây cũng có kinh nghiệm để làm việc kỹ sư phần mềm ở trong Microsoft và Apple rồi nha các anh chị. Và trước đây ông này, tức là cái người này cũng đã từng founder một số các cái một cái ứng dụng liên quan đến sao ạ? Liên quan đến không dây, cái mạng mạng internet không dây á, và đồng thời cũng được Forbes bình chọn là năm 30 người trẻ dưới 30 á các anh chị,
nằm trong cái top 30 của những cái leaders ở trong cái ngành mà gọi là liên quan đến tài chính và những cái VC, những cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Và một cái người thứ hai nữa mà đặc biệt đó chính là người co-founder là Dynan Shin. Thì cái người này cũng đã học một cái trường đại học đó là Wharton School, là thuộc trong cái trường đại học của Pennsylvania của Mỹ. Và ở đây thì cái profile của người này rất là đặc biệt, và em Ly nghĩ đây cũng là một cái nền tảng mà khiến cho cái sự phát triển của hệ sinh thái Terra nhanh đến cái mức độ này các anh chị ạ. Tại vì Dynan là founder của Chai, một cái ứng dụng, một cái công ty mà hiện tại đang dẫn đầu, nằm trong top đầu của cái phần mà thanh toán tại tại châu Á luôn. Và hiện tại á, ngoài ra là trước đây là không phải là trước đây mà hiện tại là Dynan có founder rất là nhiều cái tổ chức, và trong đó có cả T-Mon các anh chị. T-Mon thì hiện tại nằm trong gọi là một trong những cái unicorn, một trong những cái công ty công nghệ và ứng dụng về thương mại điện tử dẫn đầu, nằm trong top 20 của Hàn Quốc. Và hiện tại họ thường xuyên có cái mức độ giao dịch đó là 3,5 tỷ đô. 3,5 tỷ đô, đúng không nào? Vậy thì á, với cái foundation, với một cái background như vậy của hai cái người này đã có thể là giúp cho cái sự phát triển của Terra vào trong cái thế giới thực nhiều hơn, bởi vì cái người co-founder này là nắm rất là nhiều liên quan đến cái việc mà các cái app và các cái ứng dụng mà thực tế mà hiện tại đang có lượng người dùng, đang có doanh số, đang có lượng giao dịch thực, đúng không ạ? Còn một số cái người mà thuộc về head access, tức là nắm bắt và đứng đầu trưởng bộ phận của các cái phần mà như ở đây mà Emily có cho các anh chị chúng ta xem á, thì hầu như những cái người này là gọi là employees, thì có thể là nó sẽ thay đổi liên tục trong cái quá trình mà khi mà hệ sinh thái này nó vận hành. Thế nên là Emily sẽ không nói sâu về cái phần đó. Vậy thì thêm một cái điều đặc biệt trong cái hệ sinh thái này đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái backers của Terra ấy các anh chị, là có thể nói là backer khủng đó các anh chị. Backer khủng đó là tại vì sao ạ? Hiện tại họ có trên 40 quỹ đầu tư, và trong đó có rất là nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng như chúng ta biết, như là Coinbase Ventures, đúng không ạ? Xong rồi chúng ta biết là ở đây có Pantera. Ngoài ra thì có một số các cái sàn, cái quỹ của các cái sàn mà nổi tiếng hiện nay cũng có đầu tư vào, như là Coinbase Venture, rồi OKX, Huobi Capital và Binance Labs, tức là rất là nổi, đúng không nào? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy tiếp theo là ở Hàn Quốc thì chúng ta biết là có Kakao Ventures và Kakao Investment cũng đầu tư vào đây luôn. Thế nên là họ đang có một cái đội ngũ backer rất là lớn đứng ở đằng sau để có thể là hỗ trợ cho họ. Và hiện tại là họ đã huy động thành công là 150 triệu đô từ những cái quỹ đầu tư lớn giống như vậy. Đúng không ạ? Thế nên là nếu mà có một cái đội ngũ đứng ở đằng sau như vậy thì sẽ giúp rất là nhiều trong cái sự phát triển trong thời gian sắp tới. Và họ có cái về những cái quan hệ đối tác của họ ở trong trong cái thời điểm hiện tại các anh chị, thì đối tác là một phần rất là quan trọng để họ có thể là hoàn thành những cái vision, những cái tầm nhìn của họ hiện tại, đúng không nào? Và hiện tại em Ly thấy số lượng họ có một cái cách đi giống như các anh chị đã từng nghe về cái phân tích của em Ly về Celo á. Anh chị nào đã từng nghe cái phân tích của em Ly về Celo thì chắc các anh chị chúng ta sẽ biết là Celo cũng đi theo cái mảng gọi là về mobile, đúng không nào? Và khi mà Terra cũng đi về cái việc không phải là chuyên về mobile nhưng mà về thanh toán, mà khi về thanh toán bắt buộc nó cũng phải hướng về cái hơi hướng liên quan đến mobile nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng với Celo thì chúng ta thấy là họ thiết lập một cái gọi là gì ạ, alliance, tức là cái liên minh để có thể hỗ trợ và giúp đưa ra những cái giải pháp để họ có thể tiếp cận đến những cái người dùng cuối. Thì đối với Terra thì họ cũng có một cái chiến lược đi như vậy, đó là họ thiết lập cái liên minh với những cái app hiện tại mà có thể tiếp cận được lượng người dùng lớn. Và đặc biệt ở trong này như chúng ta đã biết đó là có vào tháng 7 năm 2019 họ công bố cái việc hợp tác với Chai, một trong những cái ứng dụng mà thanh toán về mobile hàng đầu ở
ở Hàn Quốc. Và cái này thì các anh chị biết không ạ? Cái người co-founder mà của Terra cũng là cái người founder của cái dự án này luôn, của Chai luôn. Thế nên là đó là lý do tại sao em Ly thấy là cái chính cái background, chính cái người mà foundation founder mà của cái đội team á, của Terra cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho cái tầm nhìn của họ rồi. Và khi mà họ sử dụng cái mạng lưới mà blockchain của Terra trong cái việc ứng dụng và thanh toán, thì cái phần phí để mà trích trích và chiết khấu cho cái người buôn bán ở trên đó đó là 2 cho đến 3%, đúng không nào? Và hiện nay đến tháng 2 năm 2019 á, thì họ tiếp tục là họ công bố thêm một loạt các cái partner đến từ 11 các cái quốc gia khác nhau, và với cái lượng dữ liệu, với cái lượng người dùng là lên đến 50 triệu người, và lượng giao dịch ở trong nguyên toàn bộ những cái members, những cái thành viên trong cái hệ sinh thái, trong cái liên minh đó là lên đến 50 tỷ đô. Thế thì các anh chị biết rằng là khi họ bắt đầu họ hợp tác và có những liên minh với những cái ứng dụng này á, nó sẽ giúp rất nhiều cho họ trong cái việc là để ứng dụng cái đồng UST một cách nhanh chóng hơn, thay vì họ phải tự làm và họ làm ngay từ đầu. Thì các anh chị nào khi mà chúng ta xem thì chúng ta có thể là xem kỹ các cái partners của họ ở đây. Thì các anh chị thấy ở đây là có một số các cái partners liên quan đến cái việc giải trí, liên quan đến cái việc booking, liên quan đến việc travel, tức là du lịch. Rồi ở đây chúng ta thấy một số cái tên rất là nổi tiếng mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng biết. Đó là có Tiki, có Baemin, có CGV, đúng không nào? Đó. Thì rất là đến chúng ta thì chúng ta biết là những cái ứng dụng này có lượng người dùng rất là lớn, đúng không nào? Ngoài ra thì họ có một cái chiến lược nữa với những cái partners, đó là họ mở rộng ra và họ kết nối với những cái hệ sinh thái lớn hiện nay như là Solana, BSC, tức là Binance Smart Chain và Ethereum. Ngoài ra thì Polygon cũng có này, rồi gì nữa ạ? Rồi về cả nếu mà chúng ta đã nghe về Avalanche của tuần trước thì chúng ta cũng biết là bắt đầu có cái sự hợp tác giữa UST của Terra với Avalanche để có thể là nguyên hệ thống của Avalanche mà mấy ngày hôm nay các anh chị thấy cái sự tăng trưởng rất là mạnh, đúng không nào? Thì nguyên cái hệ sinh thái đang phát triển đó là sẽ sử dụng UST của Terra. Rồi ngoài ra là có hệ sinh thái là Harmony One nữa, là anh chị cứ xem lại mấy cái phần phân tích là chúng ta đã thấy cái phần mà gọi là trở thành partners với những cái hệ sinh thái lớn như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rằng với cái cách đi như thế này thì rất là nhanh chóng để có thể là Terra vươn đến những cái lượng người dùng rất là lớn ở trong cái thời gian sắp tới. Đúng không nào? Vậy cái use case tức là cái việc mà sử dụng những cái đồng token cũng như là stable coin ở trong cái hệ sinh thái của Terra thì các anh chị biết không ạ? Cái cách mà hiện tại Terra đang thiết kế của các cái đồng token đó là theo dạng gọi là dual token nha các anh chị nhá. Cơ chế dual token, và cái cơ chế này nếu mà các anh chị đối chiếu ra thì chúng ta đang thấy một số các cái dự án nổi bật với dual token này mà rất thành công, đó là AC Infinity. Mà chúng ta thấy rằng là cái dual token này là có một cái đồng token chính và sau đó là có một cái đồng token phụ. Thì ở AC thì chúng ta thấy đồng token chính là AXS, đúng không nào? Và cái đồng đồng phụ đó là cái đồng mà đi kèm á, là SLP. Thì đối với hệ sinh thái của Terra thì chúng ta thấy đồng ở đây để giúp neo giá đó chính là đồng Luna, và nó sẽ giúp cho nó sẽ có những cái case study để làm gì ạ? Đó là để trả cho những cái phần giao dịch này trong hệ thống này, để quản trị này, để staking này, và để min ra cái đồng UST, tức là để neo giá các cái đồng stablecoin, các cái đồng UST ở trong hệ thống của Terra. Còn đối với hệ thống của các cái đồng stable coin của Terra thì các anh chị biết hiện tại á là có một số đồng này đã được in ra rồi này các anh chị này. Đó là có EUT, tức là nó tương ứng với đồng 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 euro á, đồng euro. Rồi KRT là tương ứng với đồng won của Hàn Quốc, JPT là tương ứng với đồng đồng yên của Nhật Bản, UST là tương ứng với cái đồng USD, tức là đồng đô la Mỹ. Rồi MNT tức là tương ứng với đồng của Mông Cổ, Mongolia, đúng không nào? Và họ đang phát triển càng ngày càng nhiều thêm nữa, và ngày hôm nay mới một cái thông tin mới cập nhật về đồng UST của Terra các anh chị là đã chính thức
vượt mặt đồng đai là ở trong cái hệ sinh thái liên quan đến cùng một cái cơ chế, đó là cần phải có một cái đồng gọi là dự trữ và bảo chứng để có thể là in ra cái đồng stablecoin đó, thì Terra hiện tại đã vượt lượng cung, lượng market cap, lượng vốn hóa của DAI ở trên coin market cap rồi. Chút xíu nữa thì Emily sẽ nói kỹ thêm cho các anh chị ở trong cái phần mà khi mà chúng ta nói đến phần stablecoin ở trong hệ sinh thái, đúng không nào? Rồi một cái nữa, một cái phần nữa rất là quan trọng, đó là tokenomics. Tokenomics thì chúng ta nói đến là cái việc phân phối token, đúng không nào? Việc phân phối token á, thì ở đây có một số các cái thông tin mà các anh chị chúng ta có thể nắm bắt, đó là hiện tại á, cái đồng token chính là chúng ta biết là đồng Luna, và hiện tại cái ranking ở trên CoinMarketCap là đang đứng ở cái thứ hạng là 12, và cái market cap của nó đã ở cái mức đó là 19.7 tỷ rồi các anh chị ạ. 19.7 tỷ nha các anh chị nhá. Và cái all time high của cái đồng này đó là gần 55 đô. Đó, và hiện tại được giao dịch ở trên các cái sàn lớn là đều có. Và ở đây là chúng ta sẽ coi được phần chi tiết liên quan đến cái việc mà, đây là cái phần mà chi tiết liên quan đến cái việc phân phối các cái đồng token. Và Emily thấy rằng ở trong này cũng có điểm đặc biệt, đó là có cái phần mà cho Terra Alliance này các anh chị này, tức là dành cho liên minh á, là cũng có luôn. Rất là, vậy thì họ sẽ phải đẩy mạnh rất là nhiều về cái phần đó, đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta có gì ở đây nữa ạ? Chúng ta sẽ xem về cái phần funding round. Phần funding round cũng là một cái phần mà chúng ta cần phải biết ở trong cái, để chúng ta biết là cái giá của token hiện tại là đang ở cái mức độ nào rồi, đúng không nào? Chúng ta cần phải biết ở mức độ nào thì cho các anh chị chúng ta biết, đó là hiện tại á, funding round đó là hiện tại là Terra đang được đầu tư bởi hơn 40 các cái nhà đầu tư, nhưng mà do ở đây là có lỗi về hình ảnh thế nên là không thể show cụ thể cho các anh chị được, mà sẽ show một chút về trong cái phần máy tính. Thì hiện tại funding rounds trước đây họ có 3 cái vòng, đó là pre-seed, seed và private sale. Thì đây là cái mức giá ở từng vòng này các anh chị này. Và cái việc mà huy động vốn của họ đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2018. Và các anh chị biết không ạ, cái thời gian mà để lốc các cái đồng token này có vẻ như là khá là ngắn đối với cái hệ sinh thái và đối với cái việc mà huy động vốn này. Tại vì thấy chỉ trong vòng từ 10 tháng cho đến 1 năm thì hầu như là các nhà đầu tư đã đều được refund, tức là đã được nhả cái đồng coin mà họ đã đầu tư rồi. So với các cái dự án khác thì hầu như ít nhất là cũng phải 3 năm, 4 năm, đúng không nào? Thế nên là cái việc nhả cái những cái đồng này thì hiện tại tất cả các cái nhà đầu tư ở các cái vòng đầu tư đã được nhận hết rồi, đã được nhận hết các cái đồng coin của họ rồi. Và đây là cái giá của từng cái vòng mà chúng ta biết. Và các anh chị biết không, ở vòng pre-seed thì đồng Terra chỉ bán với giá đó là 0.1 đô thôi, rồi vòng seed là 0.23 đô, rồi vòng private sale là 0.8. Và đến bây giờ cái ROI, tức là cái gọi là cái lợi nhuận của những cái nhà đầu tư nếu họ còn giữ đến bây giờ thì đã lên tới là 550 lần, đúng không nào? 550 lần và ít nhất thì cũng là 68 lần. Thế thì á, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là một cái phần mà họ có cái phần lợi nhuận khá là lớn từ cái dự án mà Terra này. Và đây là một cái bước cũng là tăng cũng khá là nhiều rồi so với một cái đồng coin trong so sánh với một số các cái đồng mà vừa rồi, mà trong các cái tuần trước á, khi mà các anh chị nghe về cái phân tích á, thì các đồng kia nó chỉ có dao động cỡ khoảng là từ 100 cho đến 200 lần. Nhưng đồng Luna là đã tăng đến nay là từ 68 cho đến là 500 rưỡi lần rồi nha các anh chị nhá, lần nha, chứ không phải là phần trăm nha. Thế nên là nó tăng cũng khá là nhiều. Thế nên là cái yếu tố này các anh chị sẽ rất là phải để ý khi mà các anh chị đầu tư, để chúng ta biết là cái dung sai để còn có cơ hội để có thể tăng trưởng lên nữa, đúng không nào? Token của Terra thì cũng có một cái cơ chế ở đây, đó là cái cơ chế về đốt token, mà trong ngày 9 tháng 11 vừa qua họ đã đốt 10% tổng lượng cung của Luna. Và bây giờ cái lượng bằng cung của Luna ở trên thị trường á,
là đã bị giảm xuống, và cái việc đốt này là thông qua những cái đề xuất ở của những cái người validator, của những cái người stake, có staking á các anh chị. Đó, thế nên là đó là một cái lưu ý mà các anh chị coi, là chúng ta thấy rằng là cái lượng cung của Luna cũng đã giảm khá là nhiều rồi. Một cái phần nữa mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây về ecosystem, thì sẽ paste qua một cái khác để có thể dễ nhìn hơn. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây về ecosystem á, thì em sẽ có một số cái yếu tố để mà cho các anh chị chúng ta có thể nhìn chính vào đây, để chúng ta có thể là nhận định về cái từng cái mảnh ghép ở trong này nữa. Tại vì cái thông tin, nên là em Linh mới nói là hôm nay thông tin khá là nhiều, và cái recap cuối cùng á, cái tổng kết, cái phân tích cuối cùng nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì về ecosystem á các anh chị, thì sao ạ? Là hiện tại cái lượng mà đi áp ở trong Terra đang loanh quanh ở cái số lượng đó là 163 đi áp, và một số nhỏ, đương nhiên nó sẽ là một số rất là nhỏ so với những cái ông lớn giống như là Ethereum hay là Binance Smart Chain. Tuy nhiên thì các anh năm lại nằm trong top 5 các anh chị ạ. Và cao hơn so với Phantom, cao hơn so với Polygon, và cụ thể là cái phần TVL của họ đang nằm ở cái khu vực mà 9.8 tỷ, 9.8 tỷ, và đóng vai trò chính trong cái tổng TVL đó là có một số các cái mảnh ghép liên quan đến lending, liên quan đến phái sinh, liên quan đến phái sinh, liên quan đến tổng hợp, liên quan đến AMM, và 8 trong 10 cái dự án mà đóng góp vào TVL trong top 10 á, thì hầu như là native token. Thì ở trên DeFi Llama là nó sẽ có rõ như thế này này các anh chị này, có liệt kê rõ, thì chúng ta thấy là ở trong này chỉ có hai cái dự án này là Multi Chain thôi, đúng không nào? Và ngoài ra thì các anh chị biết đây là cái tốc độ phát triển của Terra này các anh chị. Trước tháng 4 á, năm 2021 thì hầu như là toàn bộ hệ sinh thái chỉ có duy nhất là hai cái dự án là Mirror và Anchor, và hai cái ứng dụng thanh toán đó là Chai và MintPay. Đến tháng 5 thì họ sao ạ? Cái lượng mà đi app hoặc ứng dụng đã phát triển lên đến 30, và sau đó là tiếp theo là 3 tháng sau là đến tháng 8 năm 2011 thì năm 2021 thì cái lượng mà đi apps và cái những cái dự án từ 30 tăng lên là 150, và cho đến bây giờ là chúng ta thấy là 163. Thế nên là mức độ tăng là nó lên đến là 400, hơn 400% trong vòng thời gian chỉ rất là ngắn 3 tháng. Tại vì Emily nhớ rằng là trong cái tháng 8 này này họ có một cái chương trình incentive 150 triệu để có thể kích thích những cái dự án vào trong, tham gia vào trong cái dự án của họ. Rồi những cái ứng dụng ở trong hệ sinh thái của Terra các anh chị, thì hầu như là nó sẽ liên kết với những cái ứng dụng ở trong truyền thống, và như vậy thì nó có cơ hội để tiếp cận những cái người dùng cuối rất là cao, và như vậy mang lại cái tính khả thi của cái dự án này. Và đồng thời là sao ạ? Luna thì Emily đang thấy là ngày càng cái lượng mà supply, cái lượng mà cung ra thị trường là đang ngày càng giảm do cái nhu cầu về UST ngày càng tăng cao hơn nha các anh chị nhé. Và đó là một số các cái tổng quan thôi, tổng quan chính. Và trong thời gian gần đây thì hệ sinh thái này lại tập trung vào phát triển về NFT, và chút xíu nữa trong cái phần NFT thì Emily sẽ có nói, và trong cái liên quan đến stablecoin á, thì có một số các cái điểm như sau để cho các anh chị chúng ta có thể túm gọn. Đó là hiện tại cái stablecoin là UST thì hiện tại đang nằm trong top 5 của toàn bộ cái stablecoin, nhưng mà họ lại đứng ở cái vị trí thứ tư. Và nếu mà tính so với DAI là một trong những cái đồng stablecoin mà phi tập trung, thì họ đang đứng số 1, và các anh chị có thể check cái điều này ở trên CoinMarketCap, đúng không ạ? Và tiếp tục là họ phát triển ở một số các cái stablecoin mà như Emily có nói là liên quan đến đô la, liên quan đến euro, yên Nhật, rồi nhân dân tệ, đồng won, đồng bảng Anh, đồng bạc Thái, đồng SDR của IMF là quỹ quỹ tiền tệ quốc tế đó các anh chị.
đó, quỹ tiền tệ quốc tế. Còn về AMM của Terra thì hiện tại có một số các cái dự án nổi bật như là Terra Swap, Loop Finance và Astroport. Thì hiện tại chỉ có Terra Swap và Loop Finance thì có lượng TVL ở trong cái danh sách này thôi. Thì đây là Terra Swap này các anh chị này, có lượng TVL ở đây đó là gần 1,2 tỷ. Còn đối với Loop Finance thì hiện tại là chỉ có 6 triệu thôi, do Loop Finance mới bắt đầu launch vào tháng 8, tháng 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 9, sorry các anh chị, tháng 9. Thế nên là nó cũng mới bắt đầu chạy thôi, khởi chạy thôi. Rồi đối với cái mảng mà liên quan đến lending thì chúng ta sẽ có cái dự án nổi bật ở đây đó là Anchor, Anchor, Mars và Edge. Thì hiện tại Anchor đang chiếm số 1 về top TVL của Terra. Thì như các anh chị thấy, đây chính là Anchor này các anh chị này. Đó, với mã đó là ANC. Thì hiện tại là Anchor đang đóng vai trò chính trong về cái việc lending và mang lại TVL trong cả nguyên một hệ như vậy. Và Anchor thì giống các anh chị biết không ạ? Nó là giống như là kiểu Aave á, giống như cái dự án Aave, có cái lượng TVL chỉ bằng 1/5 của Aave, nhưng lượng người dùng lại gấp 3 lần Aave. Thế nên là cái sự mà cái cơ hội và tiềm năng tăng trưởng của cái dự án Anchor này là có trong cái hệ sinh thái này, đúng không ạ? Còn về yield farming thì chúng ta sẽ có một số các cái tên như là Apollo Down và Spectrum cũng nằm trong cái danh sách của những cái top TVL, trong top 10 TVL đó là Spectrum này các anh chị và Apollo Down. Đó, và ở đây thì ngoài ra thì cũng có một số các cái dự án khác nữa, nhưng mà đây là một số các cái thông tin mà Emily có thể là cung cấp cho các anh chị. Và Apollo và Spectrum Down thì có một số các cái tính năng đặc biệt, đó là họ tự động lãi kép, và cái TVL thì còn khá là nhỏ so với các cái mảnh ghép khác, tuy nhiên vẫn có cơ hội để mà phát triển trong cái trong thời gian sắp tới. Còn payment đóng một cái vai trò rất là quan trọng mà Emily nói suốt từ đầu giờ đến bây giờ. Thì cái trong cái mảng mà thanh toán này thì có rất là nhiều đối tác của Terra, và sẽ note một số các cái điểm chính ở đây, đó là về Chai ấy, các anh chị thì sẽ có hai cái tên mà đáng chú ý ở đây, đó là Chai và MinPay. Chai là của Hàn Quốc mà như lúc nãy Emily nói đó, là nằm trong top 10 của ứng dụng thanh toán mobile của Hàn Quốc. Và vừa rồi họ có kêu gọi được cái sự đầu tư từ SoftBank Asia với 70 triệu đô, và hiện tại đang có lượng người dùng đó là 2,5 triệu người dùng, và có 1 tỷ đô giá trị giao dịch hàng tháng. Còn MinPay là một cái ứng dụng rất là nổi tiếng mà của Mông Cổ nha các anh chị nhé. Đây là một cái e-wallet, tức là cái ví ví e-wallet của Mông Cổ, và họ đang chiếm cái thị phần tại thủ đô của Mông Cổ với cái lượng người dùng mà truy cập để thanh toán á, và để sử dụng đó là 1,5%, 1,5% trong cái mảng liên quan đến bán lẻ, trong cái mảng liên quan đến ăn uống nữa, đúng không nào? Và ngoài ra thì còn có một cái ứng dụng khác đó là Orion Money, nhưng mà cái này cũng mới, thế nên Emily sẽ không nói sâu. Rồi một cái mảnh ghép rất là quan trọng nữa đó là liên quan đến Bridge. Bridge là cái cây cầu để có thể kết nối và giao thương với các cái hệ sinh thái khác, và Bridge chính chính là cái mà sẽ kích thích để mà đưa cái dòng tiền rất là lớn vào trong cái hệ sinh thái của Terra, và nhằm mục đích đó là đẩy mạnh cái hệ sinh thái này trong cái mảng mà liên quan đến DeFi. Và chúng ta có thể thấy là đó là sao ạ? Đó là cái dropship ở đây là có là một trong những cái ứng dụng mà mới nhất, một trong cái bridge mới nhất đang được tích hợp để có thể đưa các cái đồng stablecoin của Terra lên từ cái mainnet để có thể là tích hợp lên các cái mạng lưới, lên các cái hệ sinh thái lớn như là Ethereum, Solana, và các cái sàn DEX và các cái ứng dụng phi tập trung khác mà đang phổ biến. Nhưng mà có một cái vấn đề của Bridge hiện tại mà Emily thấy và Emily tìm kiếm được cái thông tin ở trên cái forum và diễn đàn của họ, đó là cái vấn đề là liên quan đến cái cầu nối này, mà Emily nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề chung của tất cả các cái Bridge hiện tại ở trong cái thị trường cryptocurrency, đó là cái phí giao dịch qua Bridge khá là cao và chiếm đến 2,5% phí so với cái số tiền mà họ chuyển.
Tức là ví dụ như là chuyển có 10 đô thôi mà mất là 2.5 đô rồi thì cái phí rất là cao, và như vậy nó sẽ ngăn trở cái việc đó là cái người dùng người ta chuyển các cái tài sản thông qua các cái bridge như thế này. Thế nên là tạm thời là những cái bridge này em nghĩ rằng là đối với cả nguyên cái thị trường này nó là dạng sơ khai, là một cái ý tưởng và cần phải có nhiều cái sự cải thiện thêm để giải quyết cái vấn đề này. Và ngoài ra có một cái vấn đề thứ hai nữa mà cái bridge ở trong Terra đang gặp phải, đó là bị mất cái phần tiền, tức là cái phần tiền mà khi mà họ chuyển và họ rút từ hệ sinh thái này qua hệ sinh thái khác thì có những lúc bị mất cái khoản tiền đó, và họ không thấy để hiện ở trong ví. Thế nên là đó là một số cái vấn đề mà liên quan đến bridge mà để cho các anh chị chúng ta có thể hiểu thêm. Mặc dù là nhiều hệ sinh thái cố gắng để xây dựng nhiều cái cây cầu nhất có thể, nhưng mà cái cây cầu đó đó giống như cái lộ phí mà bình thường chúng ta đi qua một cái thành phố khác chúng ta hay phải nộp phí ấy các anh chị. Mà nếu cái chỗ nào á mà thu phí quá cao là nó sẽ hạn chế cái người để di chuyển ở trên cái cây cầu đó hoặc là đi qua cái đường đó, đúng không nào? Thế nên là đây cũng là một trong những cái ngăn trở trong thời gian sắp tới mà có lẽ là Terra sẽ phải giải quyết, và ở trong cái những cái mà họ đang ứng dụng. Và hiện tại là họ đã ứng dụng khá là nhiều cái bridge qua các cái hệ sinh thái lớn như là Emily đã nói, có Avalanche, Polygon, BSC, Solana, Ethereum, rồi Harmony, rồi Secret Network đó. Rất là nhiều, xây dựng rất là nhiều cây cầu nhưng mà bây giờ cần phải giảm lộ phí đi. Đó, và một số cái cây cầu mà nổi bật đó là có Wormhole, rồi Terra Bridge và Dropship, được không nào? Còn về tổng hợp á thì đây là một cái dự án, có một cái dự án nổi bật ở trong này đó là Mirror Protocol. Thì đây là một cái mảnh ghép quan trọng ở trong Terra, tại vì nó cũng đóng một cái vai trò TVL, lượng TVL rất là lớn ở đây, đó là 1.2 tỷ đô. 1.2 tỷ đô nha các anh chị nhá. Và tuy nhiên thì cái mô hình của Mirror này là khá là rủi ro, mặc dù nó đóng góp một cái lượng TVL lớn, đó là họ họ làm tạo ra những cái đồng giống như gọi là những cái mã gọi là security, nó liên quan, nó bị giao thoa với truyền thống ấy các anh chị. Tức là họ đưa những cái mã mà chứng khoán của Amazon, của Google, của Airbnb, của những cái tổ chức mà ở trong truyền thống đưa lên trên 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 cái mạng Mirror, trên cái protocol này, trên cái ứng dụng này để cho người dùng giao dịch mà không cần phải sở hữu cái đồng chứng khoán đó, cái mã chứng khoán đó ở bên ngoài đời thực. Và cái trường hợp này đã bị SEC vừa rồi đã gửi chat hầu tòa. Và đây là một cái vấn đề liên quan đến pháp lý và nó sẽ gây cái rủi ro cho cái hệ thống của gọi là của Terra. Và nếu mà khi mà cái ý tưởng của họ bắt nguồn từ vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến lượng volume sắp tới, liên quan đến volume giao dịch sắp tới khá là đáng kể ở trong cái Mirror Protocol này. Tại vì các anh chị biết sao ạ? Tại vì cái Mirror Protocol này nó đóng một cái vai trò liên quan đến cái việc sử dụng đồng UST rất là nhiều, nhưng mà bây giờ lại bị thổi còi, tuyết còi bởi SEC, thì như vậy là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà sử dụng của UST một phần đó. Và Binance, các anh chị nếu mà các anh chị nhớ là Binance trước đây họ cũng có cái đồng mà những cái mã chứng khoán như là của Tesla, đúng không nào? Tesla và một số các cái của một số các cái công ty khác. Tuy nhiên thì họ cũng bị xét gọi là lôi đầu ra để mà làm việc về cái vấn đề đó, tại vì truyền thống họ không chấp nhận được cái việc đó là họ đang giao dịch ở trên thị trường chứng khoán, và như vậy thì họ sẽ bị mất một cái lượng người dùng lớn và nó không hợp pháp, và nó không hợp pháp theo cái luật pháp và theo các cái mã chứng khoán hiện tại đang có ở trên thị trường. Thế nên là đây cũng là một cái mảnh ghép khá là rủi ro trong cái hệ sinh thái của Terra, mà nó lại đóng góp cái phần rất là lớn trong TVL và trong cái việc mà sử dụng cái đồng UST. Thế nên là nó cũng sẽ có một phần trong cái phần đánh giá cuối cùng của Emily dành cho tất cả các anh chị. Tuy nhiên thì cái đồng Mirror này rất là có một cái đặc biệt, đó là cũng được đầu tư bởi những quỹ rất là lớn như là Pantera, rồi Coinbase Venture, và hiện tại họ cái mã chứng khoán của Mirror, mã token
của Mirror thì lại đang được list ở trên rất là nhiều các cái sàn lớn hiện tại như là Coinbase rồi Binance. Thì chút xíu nữa trong cái phần mà liên quan đến đây, các anh chị chúng ta sẽ có thể là coi thêm đây ạ, Mirror Protocol. Và các anh chị chỉ cần là vào cái phần Market thì chúng ta sẽ biết được rằng là hiện tại ở trên Binance, KuCoin rồi Huobi, Coinbase là đều đã được list cái đồng này rồi. Đó. Rồi về wallet thì hiện tại là có một số cái tên chính ở đây là chúng ta cũng thấy có Math Wallet này, rồi Coin98 Wallet đó, Terra Stable, thì cái này chắc Emily sẽ lướt qua. Rồi AirDrop cũng là một cái phần rất là lớn lớn đóng góp để mà kích thích cái sự phát triển liên quan đến người dùng và những cái dự án, tại vì nó sẽ airdrop các cái đồng mà của các cái dự án trong Terra đến cho người dùng để người dùng có thể là sao ạ, active nhiều hơn trong cái hệ sinh thái của họ. Rồi một cái mảnh ghép về liên quan đến NFT, Metaverse và game, thì các anh chị biết không ạ? Hiện tại lượng NFT project, tức là dự án về về liên quan đến NFT á, thì đang là 75 dự án trong tổng là 163 dự án ở trong toàn bộ hệ sinh thái, tức là riêng về NFT game không thôi, Metaverse là đã chiếm đến hơn 50% số lượng các cái ứng dụng ở trong dự án này rồi. Và cái việc này á là nó phát triển chỉ trong vòng, số lượng dự án này chỉ phát triển là chỉ trong vòng 2 tháng đổ lại đây thôi. Thế nên là cái sự phát triển mà liên quan đến mảnh ghép NFT của Terra là rất là lớn, đúng không nào? Và chúng ta sẽ có thể là có một số các cái dự án mới mà Emily có note ở đây mà các anh chị chúng ta có thể là chúng ta xem thêm sau, đúng không nào, để chính tránh kéo dài cái thời gian. Rồi ngoài ra chúng ta có IDO Launchpad, thì hiện tại có hai cái tên nổi bật mà ở đây mà chúng ta có thể coi, đó là Pylon Protocol và Star Terra. Thì hầu như những cái đồng mà token này thì của những cái dự án này thì Emily thấy là hầu hết là nó đang được giao dịch ở trên Terra Swap, là cái AMM sàn DEX của Terra. Và hai cái IDO này cũng khá là có những cái điểm đặc biệt, đó là Pylon thì họ nói rằng đó là cái IDO của họ đó là không có rủi ro nào hết, bởi vì họ sẽ payback, họ sẽ trả lại toàn bộ cái số tiền deposit ban đầu cho cái người tham gia. Và chỉ có sử dụng cái phần đó để cho có thể là farm hoặc là yield cái đồng mà IDO. Còn Star Terra thì sao ạ? Lại chuyên về IDO liên quan đến game ở trong cái hệ sinh thái này. Đó là về hệ sinh thái của Terra, và chúng ta thấy là một cái sự phát triển tốc độ và thần tốc trong cái khoảng thời gian 3 tháng, 2-3 tháng đổ lại đây rất là lớn, đúng không nào? Và tại sao họ lại có cái sự phát triển nhanh đến như vậy là bởi những cái chương trình incentive trong thời gian gần đây. Đó là lúc nãy là các anh chị thấy là từ tháng 8 cho đến là tháng 10 là phát triển là bởi chương trình incentive 150 triệu của họ này. Đó, ngoài ra thì họ đang có một số các cái chương trình liên quan đến là để có thể duy trì hàng tuần đó các anh chị, là đều có những cái bài viết, những cái phản hồi, những cái đóng góp của cộng đồng thông qua một số cái chương trình như là Flipside, Bounties, rồi Project Search, Project Down, và cái lượng mà NFT, mà cái dự án NFT mà rất là lớn, 75 dự án á, mà Emily vừa nói là được phát triển và thu hút thông qua cái hackathon mà tập trung vào cái mảng liên quan đến NFT, đúng không nào? Và còn cái Project Down này thì nó lại hút những cái những cái dự án mà đã có sẵn ở trên các cái dự trên các cái hệ sinh thái khác rồi, và họ muốn hút để có thể tích hợp và di chuyển lên trên hệ sinh thái của Terra. Thế thì với mỗi cái chương trình này thì họ sẽ hút một cái đối tượng khác nhau, đúng không nào, để có thể phát triển. Và các anh chị thấy ở đây Emily có note một số các cái key ở đây để cho chúng ta có thể biết là chương trình nào thì cho đối tượng nào và xảy ra duy trì theo cái mức độ là tần suất như thế nào. Thì ở đây Flipside là dành cho community này, cho cộng đồng và diễn ra hàng tuần. Rồi cái chương trình Project Search này là dành cho những người dùng, cho đội dev team, và nếu mà đội dev nào giúp cho dự án của họ hit lên được cái mức TVL là 10 triệu đô là sẽ được thưởng, đúng không nào? Rồi cái chương trình này thì Project Down này thì là sẽ giúp cho xây dựng cơ sở hạ tầng của Terra.
Rồi chương trình NFT thì như Emily nói, phát triển cái mảnh ghép liên quan đến NFT, và có ba cái hackathon được diễn ra trong vòng thời gian năm 2021 này. Thế nên là đây là một cái sự phát triển rất là lớn. Còn về đánh giá liên quan đến các cái gọi là mạng xã hội á, thì Emily thấy rằng là Terra thì họ không có đẩy mạnh quá nhiều liên quan đến Telegram ở các cái ngôn ngữ khác, mà họ chỉ có duy nhất là một cái ngôn ngữ thôi, và các cái kênh khác cũng y chang như vậy, và mỗi kênh là chỉ là duy nhất là một thứ tiếng là tiếng Anh thôi, đúng không nào? Nó cũng không có quá là đa dạng ở trong các cái ngôn ngữ. Và đây là roadmap mà các anh chị có thể nhìn thấy trong cái thời gian mà vừa qua, là họ có những cái phần cập nhật liên quan những cái đề xuất của cộng đồng, đó là qua những cái phần update liên quan đến công nghệ như là Columbus, mà chúng ta thấy ở đây là từ Columbus 1 cho đến Columbus 5, và cái Columbus mà mới nhất ở đây chính là cái đề xuất mà đốt 90 triệu đồng Luna và để có thể tăng thêm cái mức độ bảo mật cho mạng lưới, thì cái này các anh chị có thể xem kỹ thêm sau. Rồi đến với cái phần cuối cùng liên quan đến cái việc mà đánh giá nguyên tổng cái dự án này, thì Emily sẽ đánh giá dựa trên ba cái khía cạnh, đó là tức là những cái thông tin mà các anh chị vừa nghe thì rất là nhiều đúng không nào? Nhưng mà Emily sẽ đánh giá cái điểm gọi là điểm mạnh của hệ sinh thái Terra ở đây, đó chính là cái ideas của họ, cái ý tưởng của họ thì rất là thực tế, và họ sẵn sàng họ họ thiết lập những cái mục tiêu khá là lớn để có thể tiếp cận cái lượng người dùng lớn. Rồi ngoài ra thì họ biết tận dụng những cái công nghệ có sẵn của Cosmos để tiết kiệm thời gian và nguồn lực của họ, thay vì tập trung quá nhiều vào cái đó thì sử dụng cái có sẵn để tập trung nguồn lực cho cái việc mà UST rồi neo giá rồi phát triển liên quan đến các cái ứng dụng để có thể là tăng cái mức độ sử dụng UST. Rồi họ tập trung vào cái mục tiêu của họ là làm sao để có thể là sự liên kết nhiều cái partners, nhiều cái đối tác hơn để có thể là sử dụng cái đồng UST này hơn. Rồi họ cũng ra mắt những cái ứng dụng mà rất là thực tế, và trong cái Emily sẽ để đường link để cho các anh chị coi, và họ có ra mắt một số các cái ứng dụng kiểu như là về xổ số cũng có này, về betting này. Đó thì một số các cái ứng dụng đó thì khá là hay. Ý là về cái ideas, còn thực tế thì họ vẫn chưa chạy. Và Emily thấy về cái hệ sinh thái thì họ phát triển về cả chiều ngang và chiều dọc. Chiều ngang là sao ạ? Là họ tiếp cận đến mở rộng cái nhu cầu mà sử dụng của UST về chiều ngang, là họ bắt những cái cây cầu với các cái hệ sinh thái khác để kéo lượng người dùng, kéo TVL, kéo lượng tiền vào ở trong hệ sinh thái. Còn về chiều dọc á, thì họ sẽ cung cấp cái nhu cầu nhiều hơn cho cái hệ sinh thái đó thông qua cái mô hình mà các anh chị chúng ta sẽ thấy là có cái sự tương tác giữa ở đây mà Emily có nói là liên quan đến cái Emily sẽ cho các anh chị chúng ta coi một chút xíu, tại vì nó liên quan đến cái việc mà khi mà chúng ta kết nối các cái đó đó, là nó sẽ cần ví dụ như là, tại vì nó liên quan đến cái đánh giá cuối cùng, thế nên là nó rất là quan trọng, giống như lúc nãy Emily có nói liên quan đến cái anchor và cũng như là mirror, thì phải nhìn thấy được cái dòng tiền chảy ở trong nguyên cái hệ sinh thái đó để cho chúng ta hiểu được, thì chúng ta nắm bắt được nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái và sự phát triển nó đến như thế nào, thì chút xíu sẽ tìm sau. Và chúng ta thấy rằng cái sự phát triển rất là mạnh mạnh và nhanh của cái hệ sinh thái này, với số lượng vì app trong vòng thời gian ngắn thì tăng trưởng rất là nhanh đúng không nào? Rồi về cái cách tiếp cận người dùng end user cuối thì rất là thông minh, bằng cái việc đó là thiết lập những cái liên minh, rồi sử dụng những cái partners, những cái backers rất là tốt để có thể là hỗ trợ cho họ trong cái phần này. Rồi liên quan đến cái phần mà thách thức mà có lẽ là rất là quan trọng mà họ sẽ phải giải quyết trong thời gian sắp tới. Tại vì nếu không là nó cũng sẽ gặp một số các cái trục trặc liên quan đến cái việc mà ứng dụng và thực hiện những cái tầm nhìn của họ. Thứ nhất đó là về legal, tức là về pháp lý, đó là liên quan đến các cái stablecoin, thì hiện tại họ tạo ra cái đồng mà những cái đồng won này, đồng đồng yên Nhật, rồi đồng nhân dân tệ nữa, thì các anh chị biết rằng là hiện tại á, crypto á, thì chỉ một nếu mà một số quốc gia mà chấp nhận crypto thì chỉ chấp nhận ở mức độ đó là hàng hóa mà thôi,
ở hàng hóa mà thôi, chứ không phải là ở mức độ thanh toán. Thanh toán thì chúng ta chỉ nhìn thấy ví dụ như ở Miami thì họ chấp nhận là sử dụng Bitcoin để thanh toán và mua đất, đúng không nào? Và trong thanh toán rồi. Rồi ở ở một nước mà mới gần đây em Ly tự nhiên lại bị quên cái tên đó. Tuy nhiên thì cái số lượng nơi hoặc là quốc gia để chấp nhận ở cái mức độ thanh toán hiện tại là số lượng rất nhỏ. Còn những cái quốc gia mà chấp nhận thì ở mức hàng hóa, và nếu mà họ đang sử dụng và họ đang tạo ra các cái đồng stable coins mà để thanh toán, tức là chấp nhận đó giống như là một tiền tệ, thì họ đang bị conflict, tức là bị mâu thuẫn với cái mà luật pháp hiện tại của các quốc gia. Thế nên cái này nó sẽ là một cái trở ngại rất là lớn trong tương lai, mà có lẽ là sẽ khi mà những cái quốc gia mà hoặc là chính phủ họ cảm giác là họ sẽ bị lo ngại về cái vấn đề mà tự dưng bây giờ có một cái tổ chức khác tạo ra một cái đồng tiền của họ và sử dụng cái đó cho thanh toán, thì như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lực của các quốc gia, và như vậy là sẽ bị tuýt còi ngay lập tức, đúng không ạ? Thế nên đó là một cái vấn đề mà rủi ro về pháp lý mà các anh chị chúng ta cần cân nhắc khi mà chúng ta coi ở trong cái và về cái idea mà của dự án và của hệ sinh thái Terra. Và cái thứ hai nữa đó là cái mirror protocol và bằng chứng là chúng ta đã nhìn thấy SEC cũng đã có chat hầu tòa và gửi đến cho CEO là Do Kwon của Terra rồi. Và chính cái điều này á, mà trong khi đó Mirror Protocol lại đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái mắt xích quan trọng để có thể là sử dụng cái đồng mà UST mà bây giờ chỉ cần một cái mắt xích trong các anh chị cứ hiểu là nguyên một cái bánh xe á, mà bây giờ á, cái nan xe, mỗi cái nan xe nó sẽ đóng một cái vai trò để giữ cho cái bánh xe đó chạy một cách trơn tru, chạy một cách đều đặn và smooth. Mà tự nhiên bây giờ chỉ cần một vài cái nan xe thôi mà nó bị ảnh hưởng, thì có nghĩa rằng là cái bộ nguyên bộ máy đó nó sẽ không vận hành được một cách trơn tru nữa, và mirror lại đang là một trong những cái nan xe đó đó. Thế nên là nó sẽ có cái mức độ rủi ro và nó ảnh hưởng đến cả lượng volume giao dịch của cái này, của cái hệ sinh thái này nữa, đúng không nào? Về cái đánh giá thứ hai liên quan đến ecosystem thì Emily thấy rằng là cái thách thức ở đây đó là các anh chị khi mà chúng ta xem về cái phần công nghệ thì chúng ta biết rằng là hiện tại là Luna đang phải đóng một cái vai trò đó là neo giữ giá cho UST. Thế nên là nếu mà cái pha mà một á mà để đốt Luna nhiều hơn và tạo ra UST nhiều hơn, đó là khi mà dự án phát triển một cách mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng và đồng UST được sử dụng nhiều. Nhưng ở những cái trường hợp mà khi mà nó không được sử dụng nhiều, dự án không phát triển, thì có nghĩa là cái lượng Luna ra thị trường nó sẽ bị nhiều, đúng không nào? Nó bị nhiều, đương nhiên là nó sẽ có cái mức độ về cố định về lượng cung, nhưng mà khi như vậy thì nó sẽ bị cái mức độ tăng trưởng của đồng Luna thì Emily nghĩ rằng là nó sẽ bị đi vào cái hướng mà hơi gọi là tăng trưởng đều hoặc là ổn định. Tại vì nó cứ phải thay nhau để có thể ổn định cái đồng tỷ giá của cái đồng UST, như vậy thì nó sẽ là một cái yếu tố mà các anh chị cần phải cân nhắc và coi đến. Rồi một cái yếu tố nữa thứ ba đó là centralize của cái dự án, đó là yếu tố mà tập trung nhiều hơn là yếu tố phi tập trung. Tại vì khi mà chúng ta bước vào thị trường cryptocurrency thì chúng ta muốn về phi tập trung, đó là không có bị tổ chức nào quản lý nhiều hơn, trong khi đó là cái sự phát triển lại theo hơi hướng đó là chủ yếu là lấy UST làm xương sống của nguyên dự án, và tất cả những cái gì mà phát triển xung quanh dự án nó đều phục vụ cho cái việc sử dụng UST hết, cho lending này, rồi yield farming này, rồi những cái mà đang có đó các anh chị, rồi payment này, về thanh toán này, là nó đều là phục vụ cho cái việc sử dụng UST. Thế nên là khi mà như vậy nó chỉ bị tập trung vào đồng UST mà thôi. Cộng với cả là một cái nữa đó là một cơ số là những cái dự án mà hiện tại thì đang đóng cái vai trò đã đóng cái TVL lớn thì và cung cấp cái thanh khoản cho nguyên cái hệ thống thì chỉ có tập trung ở một vài cái dự án như là Anchor, Mirror và Terra đó. Thì như Emily đã nói với các anh chị ở trong cái phần ecosystem, thế nên là nó có một cái mức độ tập trung nào đó.
Và nó không có hoàn toàn là nó không có decentralized nhiều như một số các cái dự án mà chúng ta nhìn thấy. Và nếu mà khi mà cái điều này diễn ra thì họ cần phải làm sao họ giữ cái sự ổn định và tăng trưởng đều đặn cho nguyên cả hệ sinh thái, mà chỉ cần một mắt xích ảnh hưởng là nó sẽ ảnh hưởng đến đến khá cơ số là cái sự phát triển của hệ sinh thái đó. Rồi cái yếu tố mà thách thức nữa đó là họ cần phải cân bằng cái benefits, tức là cái quyền lợi đó các anh chị, giữa người holders, giữa cái người nắm giữ cái đồng mà Luna, giữa cái người validators, là những người xác nhận giao dịch, và những cái người user sử dụng ở trong tương lai. Sự user ở đây là user sử dụng để mà thanh toán đồng UST đó các anh chị. Tại vì á, trong cái cơ chế liên quan đến technology mà các anh chị chúng ta nhìn thấy, thì nếu mà để bù đắp cho validators và validators trong những cái pha mà họ bị thiệt hại khi mà họ thiệt hại về Luna, về cái giá trị của Luna, mà khi mà cái lượng Luna được in ra lại, được không nào? Thì khi mà như vậy á, thì họ lại được nhận rất là nhiều cái rewards liên quan đến phí, liên quan đến thuế. Vậy thì nó sẽ bị conflict, tức là mâu thuẫn với cái benefits của quyền lợi của những cái người dùng khi mà thanh toán trong tương lai. Tức là nếu mà lấy nhiều phí để bù đắp cho validator, thì người dùng sẽ phải bị trả phí nhiều hơn, đúng không nào? Sử dụng cái app sẽ bị trả phí nhiều hơn, và họ sẽ cần phải có những cái cách để làm sao dung hòa được hai cái điều này, là vừa duy trì được cái hệ thống trong cái phần staking, trong cái phần validators, và cả về cái việc mà kinh doanh phát triển người dùng về sau này nữa. Thế nên là đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn của cái hệ sinh thái và đội ngũ Terra trong cái thời gian tới, đúng không nào? Về opportunity, tức là cái cơ hội ở trong cái hệ sinh thái này, thì Emily sẽ đề xuất ở cho các anh chị ở đây có một số cái như sau để cho các anh chị chúng ta có thể coi. Đó là nếu mà đánh giá về native token Luna, thì chúng ta biết rằng là nếu mà hệ sinh thái này càng phát triển, càng có nhiều ứng dụng về UST, thì Luna lại càng tăng trưởng nhiều hơn, đúng không nào? Đó là một cái chiều hướng rất là tốt. Nhưng mà nếu dự án không phát triển thì bị ngược lại, là cái giá của Luna sẽ bị đâm xuống. Và đây là một số cái thông số đánh giá về cái đồng token này. Đó là hiện tại cái market cap nó đang nằm ở cái mức đó là 16,8 tỷ, 16,8 tỷ, đúng không nào? Và lượng volume giao dịch đó là gần 1,4 tỷ. Và về cái đánh giá liên quan đến cái giá trị ấy, các anh chị, thì Emily để ở đây là average PE. Thì cái ngôn ngữ này, cái thuật ngữ này là dùng trong chứng khoán nhiều hơn. Thì các anh chị biết rằng là ở đây thì cái giá trị hiện tại của cái đồng này á, của cái so với các cái trung bình ngành mà được đánh giá đó là 12.2 trên 16 là con số trung bình ngành. Thì tức là Luna, cái đồng token của Luna vẫn còn cơ hội để có thể tăng trưởng và phát triển hơn nữa. Và định giá nếu mà ở với những cái gì mà hiện tại Luna đang làm được, thì cái giá trị mà phù hợp đó là ở mức 53,59 đô. Và cái giá hiện tại của Luna trong vài ngày gần đây, do cái sự mà sụp đổ, do cái sự mà đổ máu của thị trường trong 2-3 ngày gần đây, các anh chị nhìn thấy á, thì giá của Luna cũng bị ảnh hưởng, và hiện tại đang ở mức giá là 41,48. Chút xíu nữa Emily sẽ mở Trading View ra để cho các anh chị chúng ta biết là vùng giá nào, nếu trường hợp các anh chị chúng ta muốn mua, chúng ta muốn hold, thì sẽ mua ở cái mức giá nào, thì chút xíu sẽ mở ra. Còn bây giờ sẽ đề xuất cho các anh chị một số các cái option để các anh chị có thể cân nhắc. Lưu ý là cân nhắc để cho các anh chị có thể tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, đúng không nào? Em Ly luôn nhắc lại cho các anh chị về cái vấn đề này rồi. Rồi cái mảng thứ hai mà các anh chị cần coi đó là về về DEX, thì ở đây có Terra Swap. Thì hiện tại á, Terra Swap với các anh chị thì chưa ra đồng token riêng, chưa ra đồng token riêng, hoặc là thường là khi mà ra đó thì thường là họ cũng sẽ phải trade ở trên cái sàn của họ là chính, chứ cũng chưa có ấy, chưa có ra đồng token luôn. Và các anh chị có thể là quan sát ở trong cái thời gian sắp tới, khi mà hệ sinh thái của Terra phát triển nhiều hơn nữa mà bắt đầu cái Terra Swap này ra đồng token riêng, thì các anh chị có thể IDO, có thể là đầu tư, đúng không nào? Tại vì nó cũng đóng một cái vai trò thanh khoản chính, nằm trong chóp thanh khoản của TVL, của cái hệ sinh thái Terra. Rồi một cái thứ ba nữa đó là lending borrowing.
Thì lending borrowing này á, thì các anh chị biết rằng Anchor Protocol là chiếm cái TVL lớn nhất, đến tận là hơn 40% TVL của toàn bộ hệ. Thế nên là nó là rất là lớn luôn các anh chị, mà nó là trong cái mảng lending nha các anh chị nhá. Còn bình thường các cái dự án khác thì hầu như là phải là AMM là nắm chính chính đúng không nào, nhưng mà ở đây thì lại lending lại nắm số lượng rất là lớn mà hơn 40% luôn. Và Anchor á, thì đã có cái đồng token riêng, đó là đồng đồng ANC, ANC token có mã đó là ANC, và đã bắt đầu gọi là đã ra mắt vào tháng 3 năm 2021 rồi, và với giá đó là 0.1, và bây giờ giá của cái đồng ANC đó là ở mức giá 3 đô, tức là sao ạ? Cũng nhân được là bao nhiêu lần ạ? Nếu mà nhân lên 1 đô là được 10 lần, đúng nào? Đây là lên 3 đô thì tức là 30 lần, đồng này đã tăng được 30 lần rồi các anh chị. Rồi một cái phần thứ tư nữa mà các anh chị có thể cân nhắc đó là cái mảng mà tổng hợp Synthetic và dự án nổi bật ở đây như Emily đã nói, đó là có Mirror Protocol, nhưng mà nó cũng hơi bị về liên quan đến pháp lý. Tuy nhiên thì những cái ở phía sau đó thì cũng có, nếu các anh chị những cái đồng mà của token của cái dự án Terra các anh chị muốn giữ ngắn hạn để mà chúng ta có thể coi tiếp các cái bước tiếp theo của cái dự án phát triển như thế nào, thì nó vẫn Emily nghĩ rằng là hold ngắn hạn cũng được. Vậy thì ở trong cái mảng mà tổng hợp này thì có Mirror Protocol và cái mã đó là MIR, được không ạ? Và cái giá của đồng token này hiện tại đang là 2.79 đô, và đã được trade ở trên các sàn như là Binance, Coinbase, Bitium, rồi Gate.io. Và cái lượng mà market cap hiện tại của đồng này mới chỉ nằm ở mức đó là gần 220 triệu đô thôi. Mới là market cap 220 triệu đô thôi, thì nó cũng là một trong những cái đồng mà thuộc đang có market cap nhỏ mà lượng TVL lớn, đến TVL thì 1.23 tỷ đô. Đó thì nó cũng khá là ok. Rồi cái lượng backers ở đây thì có một số backers nổi bật mà chúng ta có thể thấy cho cái mirror này, đó là Pantera và Arrington, Ripple, XIP Capital. Đó thì đây là hai cái backers nổi bật của cái dự án này. Và chúng ta cũng, nhưng mà hai cái dự án mà Anchor và Mirror các anh chị cũng phải cân nhắc về cái FDV. FDV là cái tỷ lệ pha loãng của cái đồng token, khi mà với cái mức giá hiện tại thì tất cả cái lượng mà coin á, mà supply á, mà được tung ra thị trường thì nó sẽ là ở cái giá trị bao nhiêu. Thì hiện tại là cái FDV của cả hai cái dự án này khi mà tung ra hết thì nó cũng khá là bị là cao á các anh chị. Thì như vậy thì nó sẽ không có, chưa có phù hợp lắm. Mà các anh chị, nói chung là các anh chị sẽ phải cân nhắc rất là nhiều chỉ số với cả là mô hình hoạt động của những cái token này. Vậy thì á, về về giá đi, về phân tích giá, trong cái phần này, nếu mà các anh chị chúng ta, nếu mà chúng ta có cái câu hỏi nào thì các anh chị chúng ta có thể comment trong cái phần Emily khi mà đang phân tích, nếu các anh chị thắc mắc, nếu thì chúng ta có thể là comment được không nào, để chút xíu nữa xong nếu các anh chị có câu hỏi thì Emily sẽ trả lời. Ok, về cái đồng Luna thì lúc nãy là chúng ta biết được rằng là cái giá trị hiện tại cũng phải nằm ở cái mức mà 53 đô đúng không nào, nhưng mà bây giờ là nó đang là 41 đô. 53 đô thì cũng là mức vừa rồi mà nó cũng là loanh quanh ở cái khu vực đó. Thế thì á, ở đây ở cái khung D, khung thời gian D thì Emily thấy rằng là cái giá trị của nó hiện tại là Emily thấy là cái xu hướng của nó hiện tại là vẫn có thể là sẽ còn còn giảm xuống ở cái khung thời gian D. Emily sẽ xem thêm một số các cái chỉ số khác để cho chúng ta có thể là chúng ta nắm bắt và chúng ta biết có thể nó sẽ hồi lại một chút trong đến cái khu vực này này các anh chị này, từ cái mức giá mà hiện tại á, nó có thể hồi lại ở cái khu vực giá đó là 47 48 đô, 47 48 đô, xong rồi sau đó là nó sẽ còn giảm xuống tiếp, tức là đồng Luna sẽ còn giảm xuống tiếp. Và em Linh nghĩ là không phải chỉ đồng Luna không đâu, mà nó sẽ còn một số các cái đồng ở trên thị trường hiện tại á là nó vẫn có những cái đợt điều chỉnh tiếp, chứ nó cũng chưa, nó mới có giảm cỡ khoảng 2 ngày nay chứ chưa có kết thúc hoàn toàn cái đợt điều chỉnh, đúng không nào?
Và nếu mà ở khung khung thời gian week á, thì chúng ta thấy ở đây á, ít nhất nó cũng phải điều chỉnh đến ở cái khu vực 30, cỡ khoảng là 30, 30 cho đến là 34 đô. Đó, còn nếu mà còn điều chỉnh mạnh hơn nữa thì cái entry thứ hai mà các anh chị chúng ta có thể cân nhắc á, đó là từ 19 cho đến là cỡ khoảng 24 đô. Đó, chúng ta có thể thấy bây giờ là cái mức đó thì nó hơi bị còn có một nửa so với cái mức giá hiện tại, đúng không nào? Thì nghe nó có vẻ hơi phi lý, nhưng mà đến lúc mà thị trường giật bất chợt thì điều gì cũng có thể xảy ra luôn các anh chị ạ. Các anh chị đang thấy giá cao chứ nhiều khi nhiều cú giật của future á, để thanh lý các cái tài khoản future á, thì hoàn toàn nó có thể là bị chạm tới. Rồi, có anh chị nào mà chúng ta muốn phân tích cái đồng Anchor với cả Mirror không ạ? Thì các anh chị chúng ta có thể comment để xem là các anh chị chúng ta có cái nhu cầu để mà phân tích cái đồng đó hay không. Thì chúng ta thử comment đi để cho Emily xem là các anh chị có nhu cầu hay không. Thì chúng ta comment nha các anh chị nhé. Okay. Cảm ơn cô giáo với phần chia sẻ rất chuyên sâu về hệ Terra. Ngay bây giờ nếu anh chị tận dụng cái cơ hội trong vài phút để đặt câu hỏi thì MC sẽ đọc lên và cô giáo sẽ có thể phân tích những cái đồng nằm trong hệ Terra. Nếu anh chị em muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư của những cái đồng ở trong cái Hidden Gem của hệ Terra Ecosystem. Còn nếu như anh chị em mà không có muốn thì chúng tôi sẽ chuẩn bị kết thúc cái buổi livestream này. Cô giáo thân mến, thì hiện nay cái định giá của Terra so định giá tức là cái valuation á, là so với cái giá hiện tại á, thì nó đang thấp hơn, tức là giá hiện tại đang thấp hơn so với định giá. Tuy nhiên thì đang trong chu kỳ về điều chỉnh á, thì nó đang điều chỉnh xuống. Thế thì hiện nay thì một số người muốn đầu tư vào đồng Terra thì cô cũng cho biết cái điểm entry rồi và cái target ngắn rồi. Thế thì có bạn Lê Anh Quân có hỏi là phân tích cái đồng ANC á, đồng Anko á, xem thử họ có cơ hội đầu tư cái mức target hay không ạ. Xin mời cô giáo. Và Anchor ANC ạ. ANC thì hiện tại là có trên, giống như khi chúng ta search ở trên TradingView thì các anh chị sẽ nhìn thấy là có trên KuCoin này, OKEx này, đúng không nào? Là các anh chị có thể trade ở trên đó và một số các cái sàn của hệ Terra như là Terra Swap, đúng không nào? Và ở đây thì các anh chị chúng ta, nếu mà ở đây Emily nhìn thấy ở cái khung D đó, khung D thì hiện tại thì nó vẫn đang nằm ở, nó đang đang loanh quanh ở cái khu vực mà từ từ 2.8 cho đến là cỡ khoảng 3.7, thì các anh chị nếu mà chúng ta trade là chúng ta vẫn có thể là giao dịch ở trong cái khu vực này thì nó sẽ cỡ khoảng được bao nhiêu phần trăm ạ? 30% nếu như là chúng ta trade ở trong cái khu vực này. Còn hiện tại thì tại vì trong cái xu hướng điều chỉnh nó vẫn còn, và các anh chị nếu mà muốn vào entry thì cái entry đầu tiên mà Emily có thể đề xuất cho các anh chị đó là dao động là từ 2.6 cho đến là 2.8, đúng không nào? Đó là cái mức mà các anh chị chúng ta có thể là mua. Rồi nếu mà nó còn sụt sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có mức entry thứ hai đó là 1.6 cho đến là 1.8. Còn cái mức target mà nếu mà các anh chị mà chúng ta trade á thì 3.7 đến 3.7 cho đến 4 đô là vẫn là được. Còn hold thì như Emily có nói với các anh chị đó, thì các anh chị hold thì chúng ta cũng đưa ra một cái mức mà để mà chúng ta chốt lời. Đương nhiên là cái mức độ hài lòng của mỗi người nó là khác nhau. Hold thì chúng ta thường tính là nhân nhân là ví dụ 5 lần, 10 lần hay là mười mấy lần gì đó, hay là 20 lần tùy theo các cái đồng. Nhưng mà cái landing ở trong thị trường thì cũng khá nhiều, mặc dù Anchor thì cũng đang đóng cái vai trò landing và TVL rất là lớn, nhưng mà do những cái rủi ro về cái hướng mà phát triển của hệ sinh thái này á, thế nên là các anh chị chúng ta cũng cần cân nhắc là chúng ta hold ở cái mức độ gọi là ngắn hạn như là 4 tháng, 6 tháng hay là 9 tháng, 1 năm gì đó đổ lại.
rồi chúng ta tiếp tục chúng ta follow và chúng ta quan sát tiếp cái thị trường và cái sự phát triển của cái hệ sinh thái đó. Chứ cũng có một số cái yếu tố thách thức mà Emily đã đề xuất, thế nên là các anh chị chúng ta cũng có thể cân nhắc được về cái hệ sinh thái này, đúng không nào? Ok ạ. Chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái livestream ở đây, bởi vì thời gian cũng khá dài cho 1 tiếng 30 phút rồi. Thì đến thời điểm này thì anh chị em chúng ta có thể hỏi đáp bằng cách là join vào trong Telegram để chúng ta có thể hỏi đáp thêm về cái hệ sinh thái Terra các anh chị nhé. Còn anh chị muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư hãy hỏi đáp và đặt câu hỏi ở trong Telegram. Một lần nữa thì xin mời cô giáo có thể nói vài điều dặn dò gì đó các anh chị em trước khi chúng ta hẹn vào thứ hai tuần sau để phân tích các điểm các đồng coin vào lệnh trong đầu tuần. Xin mời cô giáo ạ. Ok, chắc là hôm nay thông tin khá là nhiều mà không phải anh chị nào chúng ta cũng có đủ kiên nhẫn để chúng ta có thể là nghe được đến hết cái phần ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu thì đương nhiên là thay vì bây giờ chúng ta tự đọc thì có người research hay là tìm kiếm cái thông tin tổng hợp thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các anh chị và tiết kiệm thời gian cho cái việc các anh chị đi chúng ta tự tìm hiểu. Thế nên là một buổi thứ sáu thì sẽ là cái buổi cung cấp những cái giá trị như vậy cho các anh chị để các anh chị tiện tiết kiệm thời gian trong cái việc mà tìm kiếm những cái gem, hidden gem để chúng ta đầu tư. Và nếu các anh chị thấy những cái phần mà chia sẻ và cái công sức trong cái việc mà research của Emily là để hỗ trợ cho các anh chị và các anh chị muốn ủng hộ Emily nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để có động lực dành thời gian để phân tích thì các anh chị và hỗ trợ cho các anh chị giống như thế này nữa thì các anh chị chúng ta đừng quên là chúng ta hãy cho Emily một cái like cho cái livestream ngày hôm nay, tại vì nói 1 tiếng rưỡi là cũng tiếng rưỡi cũng khá là mệt, rồi cái nữa đó là cái thời gian để dành cho cái việc research nữa, được không ạ? Thì các anh chị dành một cái like cho Emily cộng với là subscribe kênh của Emily để khi có bất kỳ một cái livestream hay là thông báo nào thì các anh chị chúng ta cũng có thể tiếp nhận được thông tin ngay lập tức, được không ạ? Và vào thứ hai thì sẽ có phân tích giá, thế nên những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia vào chương trình vào cái Telegram group thì các anh chị chúng ta cũng bấm vào trong cái phần đường link Emily có gửi ở trong cái phần đường link á để cho các anh chị có thể tham gia vào luôn và chúng ta đề xuất những cái đồng coin mà chúng ta muốn phân tích giống như là tuần trước và các cái tuần gần đây là Emily có cái phần phân tích giá rất là nhiều và các anh chị có thể tận dụng những cái cơ hội đó, tham khảo những cái phần phân tích đó để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội ở trong thị trường và đồng thời chúng ta biết trước được những cái rủi ro có thể xảy ra khi mà thị trường điều chỉnh giống như là đầu tuần nay á, cách đây 3 ngày á là vào thứ hai là Emily cũng có báo hiệu và báo trước cho các anh chị về cái sự điều chỉnh thị trường ở trong cái livestream này rồi và nếu các anh chị tham gia thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ biết trước để chúng ta có thể là out về USDT sớm để chúng ta có thể có cơ hội mua những cái đồng coin giá tốt ở trong cái thời điểm mà nó điều chỉnh giống như thế này. Thế nên là những cái buổi như vậy các anh chị tham gia thì sẽ có lợi rất nhiều cho các anh chị luôn. Thế nên là đừng quên là hãy bấm subscribe kênh YouTube của Emily để có thể là ủng hộ và đồng thời cập nhật những cái thông tin cần thiết và hữu ích cho cái việc đầu tư của các anh chị trong thời gian sắp tới nhé. Được không ạ? Ok, cảm ơn cô giáo rất nhiều và chúng ta xin dừng cái live hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại anh chị vào thứ hai tuần sau và hãy để lại một cái like và một cái subscribe để yêu mến cô giáo Emily nhé và tham gia vào đại gia đình TCA Tricoin Asia. Anh chị hãy click vào cái Telegram và search chữ Tricoin Asia để anh chị có thể join vào để cập nhật và đề xuất đề nghị những cái đồng coin mà anh chị muốn cô giáo phân tích cái target và cái entry trong thời gian sắp tới vào thứ hai này. Và anh chị muốn đọc kênh thì hãy lên website tradecoinasia.com anh chị nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào. Thả like. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào thứ hai tuần này, tuần tới vào lúc 16 giờ ạ. Ok. Ok, xin chào ạ.